trung tâm đào tạo quốc tế trường đại học phối hợp cùng trường đại học Tokyo tổ chức. Đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng của người học. Nhà trường đã và đang cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục, truyền thông, đối ngoại, v.v. Đóng góp không ngừng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn còn là nơi học tập của nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam, đồng thời là điểm đến tin cậy của các chính trị gia, nhà khoa học đến thăm và làm việc. Nhà trường xác định triết lý, giáo dục toàn diện, khai phóng, đa văn hóa làm kim chỉ nam cho các hoạt động. Với triết lý giáo dục toàn diện, việc đào tạo là để giới thiệu cho đất nước những sản phẩm giáo dục chất lượng cao và toàn diện, không thiên lệch về một vài tiêu chí. Nhà trường xác định rằng phải đào tạo được những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ có đầy đủ các yếu tố đức, trí, thể, mỹ. Mình yêu thích ngôn ngữ, yêu thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người. Và ngôi trường này chính là cái nôi nuôi dưỡng cho đam mê của mình. Khi giới thiệu với bạn bè thì mình luôn tự hào mình là sinh viên nhân văn. Là ngôi trường với hoạt động sinh viên rất sôi nổi. Và tại đây thì mình được giao lưu, học hỏi rất nhiều điều. Đó là những chương trình tình nguyện, những lễ hội giao lưu văn hóa. Mình được trao đổi, gặp gỡ các bạn bè quốc tế. Mình tích lũy được rất nhiều kỹ năng hữu ích ngoài những kiến thức mà mình được học trên giảng đường. Chương trình đào tạo chú trọng đến việc hài hòa giữa kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, giữa kiến thức về văn hóa, đạo đức với kiến thức về khoa học chuyên sâu. Việc đào tạo theo triết lý khai phóng sẽ giúp mỗi sinh viên phát huy tốt năng lực bản thân, khả năng làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, có nền tảng đạo đức tốt, sống nhân bản và trách nhiệm xã hội. Mình rất là cảm ơn trường Nhân văn tại vì những cái kiến thức mà mình học trong 4 năm học đã giúp ích cho mình rất là nhiều trong công việc, từ những cái bài học nền
những cái nền tảng kiến thức cho tới những cái bài học thực tế, chương trình đào tạo sát với những cái gì mà hiện tại mình đang làm việc. Với triết lý giáo dục đa văn hóa, nội dung chương trình đào tạo dựa trên 3 trụ cột: kiến thức mang bản sắc Việt Nam, kiến thức chuyên ngành và sự thích ứng với quá trình toàn cầu hóa. Sinh viên được đào tạo trong môi trường đào tạo đa văn hóa, đậm đà bản sắc Việt Nam. I like your school because it has very different fields of study and very many things that interest me: social studies, humanities, and of course languages. And I think there are very interesting study programs for bachelor and master degrees. So I think it's a great university and I'm very pleased to be here. Thì tôi bắt đầu học tiếng Việt và cô giáo của tôi giới thiệu trường đại học này. Cô ấy đã nói là trường đại học là tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào giai đoạn mới, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tiếp tục phát triển nhanh về nguồn lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hóa đại học để trở thành trường đại học nghiên cứu trong hệ thống Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, có tên trong top đầu thương hiệu các trường đại học châu Á trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. You should choose to study a Bachelor of Communication if you are interested in what's going on around you and you want to help other people understand it too. Communication is all about delivering a message to an audience. So if you have good writing skills and good multimedia skills, you should consider studying a Bachelor of Communication. In this course, you learn valuable skills and knowledge through hands-on assessments. You will be producing things such as podcasts, news stories, photography, press releases, pictures, posts, videos, lots of real-world content. This content combines throughout your studies to build a professional portfolio of work. And when you combine that with participation in work-integrated learning opportunities such as work experience, either locally or globally, then you are going to be industry ready when you graduate. You should study a Bachelor of Communication at Deakin because the teaching staff have strong industry experience and connections. This course can take you anywhere. There is a great need for skilled content creators around the world and across every sector and industry. Hi, my name's Meg. I'm an arts law student at Deakin's Burwood campus. This place is usually teeming with people, but I wanted to make sure I could give you an uninterrupted, all-access look around, so I spoke to the right people, and today we've got the entire place to ourselves. What I love about the Burwood campus is the energy and sense of community. And with 26,000 students and 1,500 staff, it's not hard to see why. The one spot you are guaranteed to find all of us is the library. It's cleverly placed, smack bang in the middle of campus, with three levels of unending possibility. Study sessions are made easy with bookable spaces for both group study and quiet solo focus, and there's plenty of staff available for even the most obscure request. Perhaps the most valuable resource are the library liaisons, who are dedicated to helping you with your particular course or specialist study area. Very handy. The Deakin Library Network extends across our four campuses, and it doesn't matter what time of day you do your best work, because Deakin Library is available online 24/7. Another universal resource is Student Central, which is dotted around the campus. The hub in Central Precinct includes everything from the Health and Wellbeing Centre, Prayer and Multi-Faith Rooms, Parents Rooms, the Disability Resource Centre, and the Deakin Active Fitness Centre. Recently refurbished to provide more floor space for on-demand classes,
Here you'll find state-of-the-art cardio and strength machinery and a varied collection of traditional group fitness classes. There are also footy ovals near the beautiful Gardiners Creek and two full-size basketball courts. Another invaluable resource is DUSA, the Deakin University Student Association. DUSA is run by students for students, and it opens up a world of clubs, societies, and social events. It even gives you a chance to flex your leadership muscles. At Burwood, we're lucky enough to have our very own art gallery. Inside these walls, you'll find a quiet space to reflect and reset as you immerse yourself in contemporary art. Of course, our artwork isn't just kept inside. Deakin has around 2,300 pieces across our campuses, which means it's almost impossible to turn a corner without seeing a painting, print, sculpture, even an art tram. Deakin courses all share a unique focus on hands-on learning, teaching you practical skills to prepare you for the real world. So our film and TV, digital media and animation students are ready to slide straight into the film and television industry after studying in our state-of-the-art industry standard television studio. Journalism students get exposed to the skills and experiences they'll need in the newsroom and creative media labs, where collaboration and agility are encouraged across mixed broadcast mediums. The Raymond Trotter Primary Classroom provides our teaching students with an engaging and interactive learning environment, which is just like a real classroom. A combination of carpeted and hard floor areas support a hybrid of arts and craft skill development, and a fully functioning kitchen makes things, well, delicious. Innovation continues in our cutting-edge sustainable Deakin Law School building. Alongside advanced facilities and two levels of support and wellbeing services, students have access to flexible and interactive learning spaces that are designed with the needs of the modern student in mind. Inside the walls of the Deakin Business School, you can test your trading skills and get practical learning and insights with the simulated FX trading floor feeding real-time market information from ASX and Bloomberg. Business analytics students dive headfirst into a world of data to find creative business solutions. They frequently assist in research collaboration in a broad range of real-world business, education, and community sectors in the immersive DISBA computer lab. The exercise and sports science building boasts four levels of world-class specialized facilities. A climate chamber, running lanes, and 3D motion capture system are just a few of the features. The school is rounded off with the Deakin Clinical Exercise Centre, a real-life exercise physiology clinic where students meet real clients to conduct assessments and create exercise and lifestyle programs under supervision. Cutting-edge nutrition research feeds back into the national food industry through our Food Innovation and Sensory Labs at the Centre for Advanced Sensory Science, or CAS for short. The Deakin Burwood campus is also home to purpose-built nursing and midwifery clinical simulation centres. The simulated clinical settings that replicate hospital and community environments help develop essential, industry-ready graduates. Running through the centre of campus is the Gardiners Creek Parklands, which offer beautiful bike and walking tracks and a chance to disconnect from study and reconnect with nature. Bliss. Oh, did I mention we have robots? The Riot Lab houses the latest in computing, robotics and cyber-physical systems to inspire our future IT professionals. Chemistry, physiology, and biology students enjoy large modern teaching labs, and our high-tech environment research labs are fitted out with geographic information systems, infrared motion sensing, wildlife cameras, and tracking technology. There's a good chance all this learning and innovating will make you hungry. Lucky for you, the Burwood campus celebrates great food culture. Everything from vegan to halal to gluten-free food is on offer, right alongside the all-important single-origin fair trade coffee. Getting to Burwood is super easy. From Melbourne CBD, we're just a 30-minute drive, or roughly an hour's ride on train, bus or tram. Of course, if you want to be closer, you can always live on campus. This multicultural community of just over 1,100 students live in a mix of state-of-the-art contemporary housing and traditional village living, with full access to Deakin facilities, round-the-clock reception, security support for all residents and year-round exclusive events. The Student Res community connects you to more than just the university. And that's it, your ultra-exclusive look at the Burwood campus. There is so much more to check out, so be sure to connect with the campus videos for Waterfront, Warn Ponds and Warnable. See you on campus.
Xin chào quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang có mặt trong chương trình chia sẻ trực tuyến Bước vào thế giới truyền thông quan hệ quốc tế do Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Trường Đại học Deakin Úc tổ chức. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh những thông tin liên quan đến chương trình đào tạo của ngành truyền thông và quan hệ quốc tế đang được giảng dạy tại trường, cũng như chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Deakin Úc. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì Hồng Lai cũng hy vọng là quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa về ngành truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế, và từ đó thì sẽ đưa ra được những lựa chọn chuẩn xác nhất cho mình. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với Hồng Lai trong chương trình, Hồng Lai xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Võ Minh Thu, là giám đốc văn phòng Đại học Deakin Úc tại khu vực Đông Dương. Tiến sĩ Bùi Hải Đăng, trưởng khoa quan hệ quốc tế. Tiến sĩ Triệu Thanh Lê, trưởng khoa báo chí và truyền thông. Thạc sĩ Trần Nam, trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Hồng Loan xin được cảm ơn quý thầy cô cũng như là quý vị khách mời đã đồng hành cùng với Hồng Loan trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần chia sẻ thì Hồng Loan cũng chia sẻ thêm cùng với quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, chúng ta sẽ có một chương trình rất là vui và rất là hấp dẫn. Đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng, và phần thưởng của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 2, rất là tiện lợi và nhìn hiện đại như thế này. Và cách thức để có được phần quà như thế này thì cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ cần làm 4 bước rất là nhanh chóng thôi. Đầu tiên đó là like fanpage Center for International Education. Bước 2 là điền đầy đủ thông tin tại link đính kèm ở bên dưới comment. Và bước 3, share bài viết ở chế độ công khai. Và bước cuối cùng đó là xem livestream ngày hôm nay và chờ đợi kết quả. 4 bước thao tác rất là nhanh và rất là đơn giản thôi. Cho nên là quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, chúng ta có thể tham gia để có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Và kết quả sẽ được công bố trong livestream. Cho nên là hy vọng là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ theo dõi livestream ngày hôm nay để mình vừa có cơ hội có thêm nhiều thông tin và mình vừa có cơ hội nhận được một phần quà như thế này. Và bây giờ thì không để cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chia sẻ để tìm hiểu thêm những thông tin về ngành truyền thông, ngành báo chí và ngành quan hệ quốc tế tại trường cũng như là Trường Đại học Deakin Úc quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với Trường Đại học Deakin Úc một chút xíu, bởi vì Hồng Lan thấy là trước khi livestream được lên sóng thì có rất là nhiều những câu hỏi quan tâm của quý vị phụ huynh và các bạn học sinh liên quan đến đào tạo ngành truyền thông và quan hệ quốc tế của Trường Đại học Deakin Úc. Vậy thì cô Minh Thu có thể chia sẻ thêm về việc là xếp hạng của Trường Đại học Deakin Úc như thế nào và đặc biệt đối với ngành truyền thông và quan hệ quốc tế? Đầu tiên thì rất là cảm ơn Hồng Lan và các thầy cô hôm nay đã tạo cơ hội cho Trường Đại học Deakin được có dịp để mà gặp các bạn học sinh và chia sẻ thêm cho các bạn học sinh thông tin về Trường Đại học Deakin. Thứ nhất là giới thiệu về Trường Đại học Deakin, thì đây là một trong những trường đại học công lập của Úc và rất tự hào được mang tên của ngài Alfred Deakin, là thủ tướng đời thứ hai của nước Úc. Về thứ hạng của Trường Đại học Deakin nhìn chung thì Trường Đại học Deakin có một cái thứ hạng khá là ấn tượng, bởi vì trường nằm trong top 1% những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Đó là những thứ hạng khá là ấn tượng của trường. Và một đặc điểm nữa đó là tỷ lệ sinh viên hài lòng về chất lượng giảng dạy của trường thì cũng sẽ là nằm liên tục hạng nhất trong 10 năm của bang Victoria. Đây là một trong những cái bang thịnh vượng nhất của nước Úc bên cạnh New South Wales. Và cái khu học xá của Trường Đại học Deakin thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn cho sinh viên. Mình sẽ có khu học xá chính là ở thành phố Melbourne, là thủ phủ của thành phố thủ phủ của bang Victoria. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái sự lựa chọn khác cho sinh viên, ví dụ như là ở thành phố Geelong và thành phố Wollongong. Về cái chất lượng giảng dạy và thứ hạng của nhà trường liên quan trực tiếp tới về ngành communication là truyền thông và international relation là quan hệ quốc tế, thì chúng ta là nằm trong top 1% của thế giới về giảng dạy hai lĩnh vực này. Và lý do là bởi vì các bạn sinh viên khi mà lựa chọn về học ngành truyền thông hoặc là lựa chọn học quan hệ quốc tế của Trường Đại học Deakin thì nhà trường hướng tới một sự phát triển toàn diện cho sinh viên từ ngày đầu tiên mà sinh viên nhập học tại trường. Ví dụ như là nhà trường sẽ cung cấp cái kiến thức cho sinh viên, nền tảng kiến thức. Bên cạnh đó thì những cái lớp kỹ năng mềm cho sinh viên và những lớp trải nghiệm thực tế cho sinh viên cũng liên tục là được ứng dụng cho sinh viên trong quá trình học tập, cho sinh viên có cơ hội phát triển hơn. Và đặc biệt là kể cả khi về cái nghề nghiệp cho sinh viên sau này thì nhà trường cũng có rất là nhiều những cái bộ phận hỗ trợ
việc tích hợp nhằm cho các bạn có một cái tư duy và một cái tinh thần là khi các bạn hoàn thành tốt nghiệp thì bạn đủ tự tin để bạn tin tuyển vô cái doanh nghiệp và cái vị trí mà mình mong muốn. Cái cảm giác nó sẽ là các bạn đi ứng tuyển chứ không phải là bạn đi xin một cái công việc làm. Với những thông tin vừa rồi mà cô Minh Thu chia sẻ thì có thể thấy được là trường học Birkin Úc với lại ngành truyền thông và quan hệ quốc tế thì có những cái thứ hạng xếp hạng rất là cao, từ đó mang lại một cái độ an toàn giống như là cái sự tin tưởng đối với quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, giống như các bạn đang theo dõi nội dung. Có nhiều thông tin hơn nữa và nhiều cái thắc mắc hơn nữa liên quan đến một vấn đề mà các bạn sinh viên thường sẽ rất hay thắc mắc khi mà chọn lựa ngành hay là trường, đó là cái cơ hội thực tập như thế nào. Cô Minh Thu có thể chia sẻ rõ hơn cho quý vị phụ huynh được biết không ạ? Dạ, cơ hội thực tập cho sinh viên ở bên trường đại học Deakin sẽ chia thành hai giai đoạn. Thứ nhất, đó là bạn bắt buộc phải thực tập trong quá trình bạn học luôn. Thì các bạn sinh viên khi lựa chọn học về ngành quan hệ quốc tế hoặc là ngành truyền thông thì trong những cái môn học của bạn sẽ có những cái môn gọi là môn học, nhưng thực sự đó là cái chương trình trải nghiệm internship thực tập cho bạn sẽ kéo dài từ 100 giờ cho tới tối đa là 160 giờ. Và có chương trình thì sẽ có trả lương cho sinh viên và chương trình là sẽ không trả lương cho sinh viên. Tuy nhiên sinh viên sẽ được đến doanh nghiệp để làm việc thực tế. Thì nhà trường trong quá trình thực tập là các bạn phải áp dụng, bạn phải tiến hành học tập và hoàn tất những cái chương trình đó. Ngoài ra mà khi mà sinh viên các bạn tốt nghiệp xong, bạn hoàn thành xong cái chương trình học tại Deakin cho hệ cử nhân thì bạn cũng được nhà trường, đó là bộ phận Deakin Talent, là được hạng nhất của toàn bang Victoria, chiến thắng hạng nhất toàn bang Victoria về những sự hỗ trợ trải nghiệm cho sinh viên. Hơn 50% của 63.000 sinh viên của Đại học Deakin đã sử dụng dịch vụ đó. Đó là dịch vụ tìm việc làm, internship, thực tập và những kỹ năng mềm cho các bạn. Thì sẽ là trang bị đầy đủ cho bạn hoàn toàn tự tin. Có thể thấy là trường là chăm lo cho sinh viên từ lúc mà các bạn mới bước vào cho tới sau khi các bạn tốt nghiệp và có được việc làm luôn. Xin được cảm ơn cô Minh Thu rất là nhiều. Và liên quan đến đào tạo ngành quan hệ quốc tế thì bản thân Hồng Loan cũng trưởng thành từ khoa quan hệ quốc tế của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì có một cái điều vui đó là khi mà Hồng Loan chia sẻ với người khác, có nghĩa là những người ta hỏi là em đang học ngành gì, mình nói học ngành quan hệ quốc tế, hoặc là trước khi mà mình đến với trường mình tìm hiểu thông tin thì có một câu hỏi mà thường trực nhất mọi người hay hỏi, đó là ngành quan hệ quốc tế là đào tạo như thế nào, đào tạo ra để làm gì. Thì cái khái niệm về đào tạo quan hệ quốc tế em thấy là có rất nhiều khái niệm khác nhau. Vậy thì đối với tiến sĩ Bùi Hải Đăng, hiện đang là trưởng khoa quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì thầy nghĩ đâu là cái khái niệm nó chuẩn xác nhất thầy? Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thực ra thì cái câu hỏi là hiện tại có nhiều cái khái niệm khác nhau về quan hệ quốc tế. Thì tôi có khẳng định một điều rằng là thực tế thì không có sự khác biệt trong các cái khái niệm khác nhau về quan hệ quốc tế. Trong giới nghiên cứu, trong giới học giả, trong giới giảng dạy của chúng tôi thì đã thống nhất rằng là quan hệ quốc tế đây là tìm hiểu, nghiên cứu về cái sự tương tác xuyên biên giới quốc gia của các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Các cái chủ thể này thì bao gồm hai loại chủ thể, một là chủ thể nhà nước, hai là chủ thể phi nhà nước. Thì có một cái sự khác biệt, đó là cái sự phát triển của quan hệ quốc tế nó đi từ việc là thuần túy trong lĩnh vực chính trị và đến bây giờ thì nó mở ra sang các lĩnh vực khác, cả kinh tế, chính trị và văn hóa. Đồng thời, nếu như trước kia quan hệ quốc tế chỉ chủ yếu là cái mối quan hệ của các chủ thể là nhà nước, thì hiện nay là có sự tham gia ngày càng nhiều, ngày càng đông của các chủ thể phi nhà nước, các công ty đa quốc gia, các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, và cái vai trò của các tổ chức này ngày càng nhiều, ngày càng gia tăng. Thế thì tôi khẳng định lại là không có những cái khái niệm khác nhau về quan hệ quốc tế. Có chăng thì là cái quan niệm khác nhau về ngành quan hệ quốc tế và đào tạo về quan hệ quốc tế. Thế thì có rất nhiều người thì cho rằng là quan hệ quốc tế chắc là học về chính trị thôi, thì chắc thuần túy là làm cho Bộ Ngoại giao, làm cho Bộ Ngoại giao. Nhưng thực tế thì do xuất phát từ cái nhận thức như vậy thì họ nghĩ rằng là chắc cái ngành này thì chủ yếu là làm cho các cơ quan nhà nước, thì dẫn đến các cái quan niệm không có hoàn toàn chính xác về các cơ hội nghề nghiệp đối với lại sinh viên tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế. Thực tế rằng sinh viên tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế cùng với sự phát triển của tiến trình toàn cầu hóa, cùng với lại cái sự tham gia ngày càng sâu và rộng của các cái quốc gia vào cái tiến trình toàn cầu hóa, thì bây giờ
rất nhiều các tập đoàn đa quốc gia, có các cái bộ phận đối ngoại, rất nhiều các tổ chức quốc tế cần những sinh viên, cần những người tốt nghiệp có kiến thức về quan hệ quốc tế. Hiện nay chúng ta khó có thể bóc tách được giữa lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế và những vấn đề về văn hóa ở trong cái môi trường hiện nay. Thế còn có nhóm người thứ hai ấy, thì lại người ta nghĩ rằng là ở ngành quan hệ quốc tế chắc giống như là PR, giống như public relations thì cũng có relations mà. Thì đó là một cái cách hiểu cũng không hoàn toàn đúng đó. Thế thì hiện tại bây giờ thì sinh viên quan hệ quốc tế làm việc thì tốt nghiệp xong ra trường thì vẫn hoàn toàn có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao. Cũng có rất nhiều bạn đang làm việc cho Bộ Ngoại giao mặc là của Việt Nam, nhưng mà thậm chí là còn làm cả cho các cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh hay ở ngoài Hà Nội. Thậm chí là có nhiều cựu sinh viên của tôi là làm cho các tổng lãnh sự, các cơ quan ngoại giao của các nước ngoài ở các nước khác. Ví dụ như làm cho tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thái Lan, rất nhiều các cái trường hợp và các tổ chức quốc tế. Thì tôi nghĩ là đây là một trong những cái mà vài cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ để làm rõ hơn cái quan tâm, mong muốn tìm hiểu của các bạn cũng như quý phụ huynh. Dạ, hiện tại thì có rất là nhiều trường đại học đào tạo ngành quan hệ quốc tế. Vậy thì đối với trường đại học khoa học và xã hội nhân văn của mình thì thế mạnh đào tạo quan hệ quốc tế có gì khác biệt vậy thầy? Cái thế mạnh đào tạo về quan hệ quốc tế của trường đại học khoa học sinh văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cái thứ nhất nó thể hiện ở cái vấn đề về kinh nghiệm. Thì có lẽ là khoa quan hệ quốc tế trước kia là bộ môn quan hệ quốc tế thuộc Đại học khoa học sinh nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong ba cái đơn vị đi đầu trong đào tạo quan hệ quốc tế ở Việt Nam, cùng với lại Học viện Ngoại giao, Khoa Quốc tế học, Đại học Nhân văn, Đại học Hà Nội. Thế thì chúng tôi chính thức đào tạo từ năm 2003. Thế thì như vậy thì chúng tôi có thể khẳng định rằng đây là đơn vị duy nhất ở khu vực phía Nam và miền Trung đi đầu trong đào tạo về quan hệ quốc tế về mặt kinh nghiệm. Cái thứ hai á, là về chương trình, thì cái chương trình đào tạo về quan hệ quốc tế của trường Đại học Khoa học Sinh văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi thì được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ và Đại học Chulalongkorn của Thái Lan. Cùng với cái quá trình xây dựng đào tạo quan hệ quốc tế qua nhiều năm thì chúng tôi cùng với lại Học viện Ngoại giao, Khoa Quốc tế học và Đại học Nhân văn Hà Nội, chúng tôi may mắn có được cái sự tài trợ của dự án Ford Foundation về việc xây dựng và nâng cao năng lực đào tạo quan hệ quốc tế ở Việt Nam. Thì chúng ta chia sẻ rất nhiều những vấn đề liên quan đến kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo. Thế thì ngoài những cái môn đại cương, ngoài môn đại cương ra thì các cái môn học thuộc khối cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành ấy, thì gần như là giống với lại các cái chương trình đào tạo về quan hệ quốc tế khác trên thế giới, cũng giống như là chương trình đại học của trường Đại học Deakin của Úc đào tạo về quan hệ quốc tế. Cái thứ ba đó có thể xem là cái vượt trội, đấy là về chương trình, đó là về đội ngũ giảng viên. Thì cái đội ngũ giảng viên với một cái lịch sử hình thành như vậy á, thì chúng tôi có thể tự hào là chúng tôi có một đội ngũ giảng viên rất là có nhiều kinh nghiệm và có học, có trình độ chuyên môn rất là tốt. Phần lớn có lẽ là 80% giảng viên của các quan hệ quốc tế đều tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài. Và hiện nay chúng tôi đang đảm nhận gần như là toàn bộ các chương trình, được khoảng 75% các cái môn học trong chương trình đào tạo, và đảm nhận toàn bộ cái môn học nằm trong cái khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành. Thì tôi nghĩ là đây là ba cái thế mạnh và có lẽ là khó có đơn vị nào có thể so sánh được với lại khoa quản lý của trường Đại học Khoa học Nhân văn Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Hải Đăng. Thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, chúng ta đang theo dõi livestream trực tuyến chia sẻ về chủ đề bước vào thế giới truyền thông quan hệ quốc tế, và đây là nơi để quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có thể có thêm nhiều thông tin hơn nữa về đào tạo ngành truyền thông báo chí và quan hệ quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng như trường Đại học Deakin Úc. Và trong livestream ngày hôm nay thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt ra những câu hỏi mà quý vị đang quan tâm về những ngành đào tạo liên quan để được các thầy cô đang giảng dạy trực tiếp tại trường cũng như là phía đại diện trường Đại học Deakin Úc giải đáp cho tất cả quý vị. Và trong buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta có một chương trình rất là hấp dẫn và Hồng Lan mong muốn là được nhắc lại để cho quý vị nào chúng ta vào livestream sau để chúng ta có thể theo dõi kỹ hơn. Đó là chương trình rút thăm trúng thưởng, và phần thưởng ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Fit 2 rất là hiện đại. Và Hồng Lan hy vọng là quý vị sẽ theo dõi livestream cũng như là thực hiện những bước đơn giản sau để chúng ta có cơ hội được rút thăm trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay và nhận được chiếc đồng hồ này quý vị nhé. Chúng ta sẽ có bước 1, đó là Live Fanpage Center for International Education.
Bước 2, điền đầy đủ thông tin tại link đính kèm ở bên dưới comment. Bước 3, share bài viết này ở chế độ công khai. Và bước 4 là xem livestream ngày hôm nay và chờ đợi kết quả. Và quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có thể share livestream ngày hôm nay về Facebook cá nhân của mình để có thể lan tỏa những cái thông tin hữu ích như thế này, và cùng với người thân, bạn bè của mình chúng ta có thể hiểu thêm về những ngành đào tạo liên quan, và sau đó là đặt câu hỏi cho các giảng viên cũng như là phía văn phòng đại diện của trường đại học Deakin Úc. Và chúng ta sẽ tiếp tục với buổi livestream ngày hôm nay với một phần mà quý vị khá là quan tâm và đặt câu hỏi nhiều cho chương trình, đó là liên quan đến đào tạo ngành báo chí và truyền thông tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Câu hỏi này thì Hồng Lan xin được hỏi cô Thanh Lê, đó là thưa cô, là cô có thể chia sẻ thêm về đặc điểm đào tạo của ngành báo chí và sinh viên của ngành báo chí thì sẽ được thực tập như thế nào để có thể làm việc tốt hơn khi tốt nghiệp ạ? Cảm ơn Hồng Lan, cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi liên quan đến lĩnh vực báo chí và truyền thông. Thì về cái vấn đề là đào tạo, những cái đặc điểm đào tạo của ngành báo chí, xin được phép giới thiệu là khoa báo chí và truyền thông của trường Đại học Khoa học Nhân văn là đã bắt đầu tiến hành đào tạo cử nhân báo chí từ năm 1992, và cũng là cái đơn vị duy nhất từ miền Trung trở về về phía Nam này là được phép đào tạo cử nhân báo chí. Thế thì trong cái bối cảnh truyền thông hiện đại như hiện nay á, thì cái điểm đặc biệt của cái chương trình đào tạo báo chí của khoa là chúng tôi tiến hành đào tạo theo hướng là đa phương tiện, báo chí đa phương tiện. Có nghĩa là cái người được đào tạo cử nhân báo chí hiện nay không chỉ là biết viết bài, chụp ảnh, không tách ra thành những cái lĩnh vực riêng như là báo in hay phát thanh truyền hình như trước kia nữa, mà sinh viên sẽ được học tất cả các cái kiến thức và các cái kỹ năng để các bạn có thể làm báo trên cái bối cảnh truyền thông đa phương tiện. Và như vậy thì các bạn sẽ được trang bị các cái đầu tiên là những cái kiến thức nền tảng rất là quan trọng ở cái giai đoạn đại cương, các kiến thức về văn hóa, về xã hội, về chính trị, về lịch sử. Sau đó thì các bạn sẽ học các cái nội dung chuyên mang tính chất là cơ sở ngành, ví dụ như là về cơ sở lý luận về báo chí truyền thông, về các cái lý thuyết về truyền thông, về ngôn ngữ, về pháp luật và đạo đức. Sau đó thì sang giai đoạn chuyên ngành thì các bạn sẽ học cách viết, cách thực hiện các cái thể loại báo chí, cũng như là có các cái được trang bị những cái kỹ năng để làm báo ở trong môi trường, có thể là báo in, cơ quan phát thanh, truyền hình, rồi báo trực tuyến. Đồng thời là chúng tôi cũng trang bị cho các bạn các cái khối kiến thức bổ trợ để các bạn, nếu như mà trong trường hợp các bạn không theo các hoạt động báo chí, thì các bạn cũng có những kiến thức về truyền thông, về quan hệ công chúng, truyền thông marketing vân, để các bạn có thể là có những cái lựa chọn khác nữa trong cái lĩnh vực truyền thông. Sinh viên báo chí thì lâu nay là vẫn được thực tập là 3 tháng tại các cái cơ quan báo chí trên cả nước. Thường là các bạn sẽ thực tập sau khi mà đã kết thúc chương trình học, các bạn sẽ được gửi đến các cái tòa soạn, các cái đài phát thanh truyền hình, hoặc là các cái công ty truyền thông. Các bạn ở đó các bạn là học tập, rồi các bạn là đi theo các anh chị phóng viên, biên tập viên có kinh nghiệm, các bạn thực hành cái việc là viết bài, rồi sản xuất các cái sản phẩm phát thanh truyền hình. Sau 3 tháng đấy thì các bạn sẽ nộp các cái sản phẩm mà các bạn thực hiện được trong quá trình thực tập đó về trong khoa. Và khoa sẽ tiến hành là đánh giá những cái sản phẩm thực tập đó, rồi cho điểm các bạn tốt nghiệp. Thì thường là sinh viên báo chí và sinh viên của khoa là thường là thực tập rất là tốt. Và rất nhiều bạn là sau cái kỳ thực tập đấy là được các cái cơ quan báo chí truyền thông họ giữ lại để trở thành cộng tác viên, và sau đó thì trở thành phóng viên hoặc biên tập viên chính thức của các cơ quan. Có một cái nỗi lo lắng mơ hồ thôi của quý vị phụ huynh, các bạn học sinh khi mà tìm hiểu thông tin về ngành báo chí và truyền thông, thì có một cái quan niệm cho rằng là hiện tại thì cái nhu cầu về nguồn nhân lực báo chí truyền thông nó đang bị bão hòa. Vậy thì theo đánh giá của cô Thanh Lê thì ý kiến này như thế nào vậy cô? Thật sự thì ở cái giai đoạn hiện nay á, thì cái lĩnh vực báo chí cũng có một số các cái thay đổi. Do là cái công nghệ nó cũng thay đổi khá là nhanh, rồi do những cái kế hoạch, cái quy hoạch báo chí trên cả nước nó có cái tác động đến cái nguồn nhu cầu đối với nguồn nhân lực báo chí.
Tuy nhiên là đối với trường Đại học Xã hội Nhân văn á, thì chúng tôi thấy rằng là thật ra thì chúng tôi là cái đơn vị duy nhất đào tạo báo chí ở khu vực phía Nam này, và cái số lượng hàng năm có thể tuyển sinh á, thì cũng không có quá nhiều, cho nên là thật ra nó cũng cho đến thời điểm hiện nay á, thì tôi cũng thấy rằng là sinh viên, hầu hết sinh viên ra trường là các bạn đều có cái đều có thể tìm được việc làm trong các cơ quan báo chí và truyền thông. Rồi chúng tôi cũng liên tục nhận được những cái lời đề nghị hay là yêu cầu của các cơ quan báo chí và truyền thông để tuyển thực tập sinh, rồi tuyển cộng tác viên, và họ sẵn sàng tuyển sinh viên ngay cả từ năm 2, năm 3 để có thể tham gia cộng tác với các cơ quan báo chí. Thứ hai nữa là ngay cả khi nếu các bạn học báo chí và truyền thông ra trường và chưa có thể, tức là nếu mà không muốn làm việc trong các cái cơ quan đúng lĩnh vực là báo chí, thì những cái kỹ năng và những cái kiến thức các bạn có được trong quá trình học cũng có thể giúp cho các bạn có thể là tìm kiếm những cái cơ hội việc làm ở những cái cơ quan, những cái đơn vị có thể là gần hoặc là khác lĩnh vực. Và hiện nay thì cái nhu cầu mà tuyển dụng chuyên viên để làm truyền thông của hầu hết các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức nó rất là lớn. Thành ra là tôi nghĩ là có lẽ là riêng từ góc độ của trường Xã hội Nhân văn thôi, thì chúng tôi nghĩ là cái việc mà chúng tôi có thể cung cấp cái nguồn nhân lực cho thị trường thì nó vẫn là đó là vẫn là cái nhu cầu, đáp ứng cái nhu cầu của thị trường, chứ cũng chưa đến mức là dạ. Yeah. Và những thông tin vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có thể an tâm hơn để mà mình có thể theo đuổi những cái ngành học mà mình yêu thích, và cơ hội việc làm thì vẫn luôn ở còn ở phía trước, và chúng ta cần phải không chỉ là kiến thức ở trong nhà trường mà các bạn còn phải bổ sung thêm nhiều kiến thức nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin mà Hồng Loan nghĩ là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng rất là quan tâm, đó là chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với trường Deakin Úc. Ở đây thì quý vị phụ huynh có được thông tin đó là mình có một cái chương trình đào tạo liên kết theo hình thức là 2+2, có nghĩa là mình sẽ có 2 năm ở Việt Nam cũng như là 2 năm ở Úc. Vậy thì ngành truyền thông và quan hệ quốc tế ở trường Đại học Deakin Úc thì đối với chương trình liên kết này thì mình sẽ tuyển sinh như thế nào vậy cô Minh Thu? Đối với lại chương trình này thì mình sẽ cái sự hỗ trợ sẽ đến từ phía bên thầy Nam và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để xem xét về cái điều kiện đầu vào của sinh viên để thỏa mãn được cái nhu cầu của cả hai phía trên trường. Thì thầy Nam có thể chia sẻ cụ thể về cái điều kiện của bên trường Nhân văn không ạ? Kính thưa quý vị phụ huynh và em học sinh thân mến, thì thật ra là sau này thì trường Xã hội Nhân văn có ngày càng nhiều hơn những chương trình liên kết quốc tế, bởi vì thật ra là các đối tác quốc tế khi mà liên kết với một trường đại học ở Việt Nam, họ cũng cần phải kiểm phải tính toán rất là kỹ về chất lượng đào tạo và những yếu tố khác của cái trường đại học ở Việt Nam để có thể chọn và liên kết, chứ họ không có liên kết với những cái trường mà ở đó cái bảng xếp hạng gần như nó yếu hoặc là có vấn đề về chất lượng. Cho nên là cô Minh Thu đã nói về cái xếp hạng đại học ở Úc. Thật ra là quý vị phụ huynh hay học sinh khi mà đưa con đi du học thì cần phải rất là quan tâm đến câu chuyện xếp hạng đại học. Bởi vì thật ra để học một đại học ở các nước khác không khó lắm, nhưng mà để học được một cái trường đại học mà có xếp hạng tốt thì thật ra nó không phải là dễ dàng chút nào cả. Cho nên là cái xếp hạng của đại học đó và của ngành nó càng cao thì có nghĩa là cái chất lượng của văn bằng nó càng được khẳng định. Đối với chương trình liên kết của Đại học Deakin tại trường Xã hội Nhân văn thì hiện nay có hai ngành là ngành quan hệ quốc tế và thứ hai là ngành báo chí, xin lỗi, ngành truyền thông. Thì các bạn sẽ, các em học sinh sẽ làm thủ tục tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Thế thì về cái chương trình này khi mà đào tạo đó thì các bạn sẽ học 2 năm tại Xã hội Nhân văn và 2 năm các bạn sẽ học tại Đại học Deakin sau khi đáp ứng đủ các cái điều kiện để chuyển tiếp. Thế thì với cái tuyển sinh thì, đối với chương trình, cả hai chương trình thì chúng tôi sử dụng các cái phương thức tuyển sinh phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Phương thức thứ nhất là dùng cái điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đối với ngành quan hệ quốc tế đó thì chúng tôi sẽ xét hai cái tổ hợp môn, đó là D01 và D14. Còn đối với ngành truyền thông thì chúng tôi xét bốn cái tổ hợp môn là A01, D01, D14 và D15. Thì đó là đối với phương thức đầu tiên. Phương thức thứ hai là các bạn sẽ sử dụng cái kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021 này để chúng ta xét tuyển. Phương thức thứ ba là chúng ta dùng cái
quyền đó là ưu tiên xét tuyển hoặc là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc là của Đại học Quốc gia TP.HCM. Và phương thức tiếp theo là chúng tôi cũng sẵn sàng tuyển cái học sinh giỏi nhất của cái trường trung học phổ thông sau khi có cái sự giới thiệu của ban giám hiệu của trường để chúng tôi làm cái thủ tục xét tuyển. Và phương thức tiếp theo là chúng tôi sử dụng cái điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các trường quốc tế. Bởi vì thật ra hiện nay thì có nhiều các em học sinh không thể đi du học ngay được, thì chương trình 2 cộng 2 cũng là một cái giải pháp rất là tốt. Khi mà các em đã học 2 năm ở đây thì 2 năm sau thì các vấn đề liên quan đến Covid toàn cầu thì cũng có lẽ là cũng sẽ ổn thỏa hơn nhiều, thì khi đó mình đi thì cũng rất là phù hợp. Thì đối với hai chương trình này thì hiện nay chúng tôi đang nhận hồ sơ tuyển sinh tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm thì có thể tham gia truy cập vào fanpage hoặc là website của nhà trường hoặc là của Trung tâm Đào tạo Quốc tế để có thể được giải đáp những cái thông tin liên quan đến thủ tục. Chương trình liên kết quốc tế thì chúng tôi không nhận hồ sơ dựa trên cái cổng đăng ký của Bộ Giáo dục Đào tạo mà chúng tôi sẽ nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Xin được cảm ơn chia sẻ của Thạc sĩ Trần Nam. Thưa cô Minh Thu, vậy thì trước khi mà các bạn sinh viên được chuyển tiếp qua Úc để học thì khi mà các bạn học tập ở Việt Nam thì sẽ như thế nào vậy cô? Khi các bạn học tập tại Việt Nam thì giống như là thầy Trần Nam có chia sẻ, thì khi các bạn lựa chọn học tập Việt Nam, bạn sẽ theo cái điều kiện đầu vào, điều kiện xét tuyển của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Về cái điều kiện xét tuyển đầu vào thì nhà trường là trường Đại học Deakin, mặc dù là ở Úc, tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn có những cái sự hỗ trợ sâu sát dành cho sinh viên. Ví dụ như là những cái workshop, những cái buổi chia sẻ từ phía giáo viên, từ phía nhà trường, hoặc là những cái cơ hội hợp tác giữa giảng viên hai trường thì sẽ luôn luôn được tiến hành xuyên suốt trong quá trình học tập của sinh viên. Ngoài ra thì từ phía Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng như là trường Đại học Deakin, văn phòng đại diện của Việt Nam, thì chúng tôi luôn có những cái buổi họp hàng quý để mình chia sẻ về tình hình hỗ trợ cho sinh viên, đồng thời thì cũng là nghiên cứu và phát triển thêm nhiều cái những cái khóa học, những cái khóa học soft skill. Và đồng thời là sinh viên của trường, một cái tín hiệu vui, một cái tin vui á, là Đại học Deakin có một cái quỹ học bổng cố định dành cho những cái bạn sinh viên mà theo học cái chương trình liên kết 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Úc, đó là học bổng 20% dành cho sinh viên khi mà các bạn học những năm còn lại, là 2 năm còn lại ở nước Úc, thì các bạn sẽ tự động được xét cái học bổng này 20% trọn vẹn. Tại trường Xã hội Nhân văn thì Trung tâm Đào tạo Quốc tế là đơn vị phụ trách công tác hành chính liên quan đến đào tạo, phối hợp về chuyên môn và hỗ trợ về chuyên môn rất là sâu sắc, đó là khoa báo chí và truyền thông, rồi là khoa quan hệ quốc tế, để có thể cử giảng viên cũng như có cái tham vấn về chương trình đào tạo và những liên quan khác cho các em sinh viên. Thì đối với 2 năm ở khi mà học tại Việt Nam đó, thì các em sẽ học tại cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng quận 1, tại trung tâm quận 1, để các bạn có thể cọ sát và đặc biệt là các bạn có thể học tiếng Anh dễ dàng hơn để các bạn có thể đạt được những tiêu chuẩn liên quan đến chuyển tiếp. Thế thì với 2 năm này thì các bạn sẽ học gì? Thì mỗi học kỳ bình quân các bạn sẽ học khoảng 4-5 môn. Các bạn tập trung thẳng vào những ngành về nền tảng, những môn về nền tảng và những môn liên quan đến cơ sở ngành, và một số ngành môn là đi sâu vào cái khía cạnh là chuyên ngành, để từ đó các em có thể tiếp cận khi qua Úc, các bạn có thể tiếp cận ngay với lại là cái chương trình đào tạo tại Úc. Chứ ở Việt Nam thì các bạn không học những môn ví dụ như giáo dục thể chất hay là những môn liên quan đến chính trị hay là giáo dục quốc phòng khác, để các bạn đã dành toàn thời gian cho cái việc là học vào chuyên môn luôn. Như vậy nó có sẽ có một sự khác biệt là chương trình quốc tế đó, thì các bạn sẽ học các môn cơ sở ngành và chuyên ngành gần như là năm đầu tiên. Còn các cái chương trình của tại Việt Nam thì các bạn học các môn về đại cương và có thể là có một số môn cơ sở ngành, nhưng mà cái môn nó sẽ không nhiều. Thì khi học 2 năm tại ở đây thì các bạn sẽ học trong một cái điều kiện môi trường là phòng học chất lượng cao. Giảng viên thì sẽ được cử bởi trường và bởi đặc biệt là bởi hai khoa. Họ đều là những người mà có khả năng dạy tiếng Anh tốt, dạy bằng tiếng Anh tốt. Họ là những người có kinh nghiệm giảng dạy và họ là những người mà có thể nói là nhiều thầy cô trong số đó là những cái chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như là về truyền thông, về báo chí, về quan hệ quốc tế, về chính trị thế giới, về ngoại giao vân vân, để từ đó giúp cho các em có thể thực tế một cách rất là nhanh chóng. Chứ nó không nằm ở cái khối lượng kiến thức hàn lâm nhiều. Thứ hai đó là chương trình sẽ dành một cái thời gian để các em đó có thể đi thực tế tại các cái doanh nghiệp và các cái tổ chức liên quan đến truyền thông, để từ đó các em có thể là có một cái sự hiểu biết nhanh và rõ hơn về cái điều kiện thực tế ở Việt Nam. Thì như vậy giúp cho cái sự lạ lẫm của các em nó sẽ giảm bớt.
Thì đó là một vài thông tin liên quan đến đào tạo tại khoa Đại quan Hàn Quốc tế, tại trung tâm đào tạo quốc tế. Khi nãy thì thầy Trần Nam có nhắc đến là điều kiện chuyển tiếp. Vậy thì có điều kiện nào cơ bản hoặc là nó đặc biệt khi mà các bạn sinh viên muốn chuyển tiếp từ Việt Nam qua Úc học không thầy? Thì một trong những điều kiện rất là quan trọng đó là các bạn sẽ phải đạt được, thứ nhất là các bạn phải đạt được cái điểm số mà do hai trường công nhận, tức là đạt phải điểm từ trung bình trở lên, từ 5.0 trở lên. Và thực tế thì các sinh viên khi học chương trình thì các bạn nó đạt điểm số tốt và gần như không có em nào có khó khăn liên quan đến vấn đề điểm số học thuật. Vấn đề thứ hai đó là các em sẽ đạt được cái điểm tiếng Anh đầu khi mà chuyển tiếp, đó là IELTS 6.0, và tất cả các cái hợp phần ở trong cái điểm IELTS đó không có cái thành phần nào dưới 6.0. Và dĩ nhiên là các bạn nó phải đạt được những vấn đề liên quan đến chứng minh tài chính, những vấn đề liên quan đến thủ tục xin visa. Và các vấn đề liên quan đến visa du học và chuyển tiếp thì văn phòng đại học Deakin và cũng như là trung tâm đào tạo quốc tế là có cái giải pháp để hỗ trợ các em rất là sâu sát, và những cái hỗ trợ đó thì hoàn toàn là miễn phí. Và có một cái vấn đề nữa mà thực sự khi mà đăng ký học và đặc biệt là mong muốn là được đi du học trong tương lai á, mà quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sẽ quan tâm, đó chính là về cái phần tài chính. Vậy thì ở bên phía trường đại học Deakin Úc thì sẽ có những cái học bổng nào đó dành cho các bạn sinh viên xuất sắc hoặc là những bạn mà có nguyện vọng được hỗ trợ không ạ? Hồi nãy thì có nghe cô Minh Thu chia sẻ là các bạn nào mà qua Úc học chuyển tiếp á, thì là mặc nhiên là sẽ được 20%. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ngoài cái chương trình đó ra thì mình có những cái hỗ trợ nào khác không thưa cô? Dạ. Hỗ trợ tài chính của trường đại học Deakin, bởi vì đây là một trong những trường đại học công lập của Úc, cho nên là sẽ có quỹ học bổng khá là đa dạng. Mình chia sẻ với nhờ mọi người về học bổng đó là đặc biệt dành riêng cho sinh viên của trường Nhân Văn, đó là 20%. Ngoài ra thì nhà trường vẫn có những suất học bổng 100%, 50% và 25% sẽ dành cho những bạn sinh viên mà thể hiện xuất sắc trong cái quá trình học tập tại Nhân Văn và có điểm số của các bạn là cao. Đồng thời thì bạn sẽ cần cái thư giới thiệu, thí dụ như từ phía thầy cô, là tại sao bạn sinh viên này lại xứng đáng để nhận được những cái suất học bổng 150 và 25% trọn vẹn đó. Và khi bạn đủ những cái điều kiện, bạn thỏa mãn được những điều kiện về tiếng Anh và điểm số tốt như vậy, thì nhà trường sẽ có những cái thì ban giám khảo phía bên trường, trên bên cái khoa học bổng á, thì họ sẽ có những cái buổi interview với các bạn sinh viên đó, với những cái ứng viên cho học bổng đó. Và một cái điều rất là tự hào là nếu như bạn sinh viên đó mà được những cái học bổng 50, 100 hoặc 25% thì bạn sẽ là những cái người gọi là đại sứ ambassador của Deakin tại Việt Nam để mà hỗ trợ cho các bạn sinh viên khác đồng hành cùng trường trong quá trình tuyển sinh ở Việt Nam. Dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Thu. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình mà như lúc nãy Hồng Loan chia sẻ là một chương trình rất là hấp dẫn mà các bạn học sinh và quý vị phụ huynh có thể cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là chương trình rút thăm trúng thưởng. Và phần thưởng của chúng ta ngày hôm nay rất là hấp dẫn nha quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Fit 2 hiện đại như thế này, và chúng ta chỉ có 7 phần quà thôi. Và ngày hôm nay là chỉ có 7 vị khách mời may mắn sẽ có được phần quà này. Và không biết là quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, chúng ta đã thực hiện đủ 4 bước của chương trình hay chưa? Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với cái vòng quay. Và khi mà vòng quay của chúng ta dừng lại ở con số may mắn nào hoặc là của tên của bạn khán giả may mắn nào thì Hồng Loan sẽ đọc tên bạn khán giả may mắn đó. Không biết là quý vị đã sẵn sàng để bước vào vòng quay may mắn của mình chưa ạ? Chỉ có 4 bước đơn giản thôi, và bây giờ Hồng Loan sẽ bắt đầu tìm ra 3 vị khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm 3 vị khán giả may mắn nhất nha. Và sau đó chúng ta sẽ có thêm 4 vị khán giả may mắn sau mà ở phần sau livestream Hồng Loan sẽ công bố. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vòng quay may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là ai sẽ là người may mắn đầu tiên nhận được phần quà, đó chính là đồng hồ Samsung Galaxy Fit 2 đây. Xin mời vòng quay từ phía ban tổ chức. Vòng quay đang quay và bây giờ không biết là ai sẽ là người nhận được chiếc đồng hồ đây. Hồng Loan rất là thích chiếc đồng hồ này nha. Nhìn nó vậy thôi mà nó nhỏ gọn rất là nhiều và nó nhìn nó rất là hiện đại. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, chúng ta sẽ cùng theo dõi vòng quay may mắn trong chương trình livestream ngày hôm nay nha. Vòng
Tuần qua của chúng ta chỉ có 7 chiếc đồng hồ như thế này thôi, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta đã có bạn khán giả may mắn đầu tiên, đó chính là bạn Nguyễn Vinh Liệu đến từ trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Xin được chúc mừng bạn là người may mắn đầu tiên đã nhận được chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Fit 2 hiện đại như thế này. Và chúng ta vẫn tiếp tục vòng quay của mình. Hồng Loan cũng rất là hồi hộp tại vì rất là thích những cái rút thăm trúng thưởng này. Không biết là bây giờ mình đã có tên của hai bạn may mắn còn lại luôn rồi. Hồng Loan xin được chúc mừng bạn Nguyễn Quỳnh Giao đến từ trường Trung học phổ thông Thăng Long và bạn Su Huỳnh Thảo My đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân. Xin được chúc mừng ba bạn khán giả may mắn đầu tiên đã nhận được phần quà từ phía chương trình, đó là chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Fit 2. Hồng Loan xin phép được đọc lại tên của các bạn khán giả may mắn. Thứ nhất là bạn Nguyễn Vinh Liệu đến từ trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, bạn Nguyễn Quỳnh Giao đến từ trường Trung học phổ thông Thăng Long và bạn Su Huỳnh Thảo My đến từ Su Huỳnh Thảo Vi đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân. Và ban tổ chức sẽ liên hệ với tất cả các bạn để gửi phần quà may mắn về cho các bạn. Và thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, chúng ta vẫn còn 4 chiếc đồng hồ nữa vẫn chưa có chủ nhân, thì mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi livestream cũng như là thực hiện những bước tham gia đơn giản để chúng ta có thể nhận được phần quà trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình rút thăm trúng thưởng sẽ còn diễn ra tiếp tục và còn 4 chiếc đồng hồ nữa nha quý vị. Và chúng ta chỉ cần thực hiện theo 4 bước cơ bản như thế này thôi là có thể tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng rồi. Đầu tiên đó là like fanpage Center for International Education. Bước 2 là điền đầy đủ thông tin vào link ở bên dưới phần comment. Bước 3 là share bài viết này ở chế độ công khai. Và bước cuối cùng là xem livestream ngày hôm nay và chúng ta theo dõi kết quả. Hồng Loan xin được nhắc lại là vẫn còn 4 chiếc đồng hồ nữa vẫn chưa có chủ nhân. Và mời quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh chúng ta sẽ cùng tham gia livestream ngày hôm nay, cùng giải đáp những thắc mắc liên quan đến ngành đào tạo truyền thông, báo chí và quan hệ quốc tế, cũng như là tham gia livestream để chúng ta có thể nhận được một phần quà đến từ chương trình. Và bây giờ thì Hồng Loan xin phép sẽ quay lại với phần chia sẻ cùng với các quý thầy cô cũng như là quý vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay về đào tạo liên quan đến ngành truyền thông, báo chí và quan hệ quốc tế. Và đây là phần mà ông Lan thấy là có rất là nhiều những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình trước khi livestream diễn ra, cho thấy là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng rất là quan tâm đến đào tạo truyền thông, báo chí và quan hệ quốc tế. Và đầu tiên đó là một câu hỏi liên quan đến trường đại học Deakin Úc. Có một bạn hỏi như thế này thưa cô Minh Thu: nếu em học ngành truyền thông, khi chuyển tiếp qua Đại học Deakin, nếu em muốn chuyển qua ngành khác như là quảng cáo thì em phải làm thủ tục như thế nào? Khả năng được chuyển qua có cao không ạ? Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn sinh viên này. Tại vì trong quá trình mà mình làm công tác tư vấn hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam thì cũng có nhiều bạn có những cái ý định thay đổi một chút. Tuy nhiên, một cái điều mà mình cảm thấy là cái trong cái sự linh động của Deakin là các bạn sẽ không quá nhiều lo lắng đâu. Bởi vì cái khoa Deakin, cái khoa về truyền thông, khoa communication của trường Deakin thì khá là lớn. Và trong cái khoa communication này sẽ có 4 nhóm ngành. Nhóm ngành báo chí, nhóm ngành về digital media là về truyền thông đa phương tiện, rồi nhóm ngành về quảng cáo và nhóm ngành về public relation. Thì mình sẽ có 4 nhóm ngành chính để hướng dẫn hỗ trợ cho sinh viên. Và nếu như trong quá trình các bạn học về nhóm ngành về truyền thông nhưng liên quan tới báo chí và bạn muốn chuyển đổi qua quảng cáo, thì cái điều mà mình muốn khuyến khích các bạn đó là chỉ khuyến khích là các bạn sẽ báo cho các thầy cô ở bên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn biết được cái thông tin đó. Bởi vì cái chương trình học của bạn sẽ là chương trình học 2+2, thì khi mà mình thông báo cho các thầy cô biết thì trong quá trình mà nộp hồ sơ cũng như là xem xét lựa chọn môn học cho các bạn ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ có cung cấp là môn học nào sẽ phù hợp, sẽ hợp lý cho các bạn khi mà học ở Việt Nam, để cái cơ hội xem xét miễn giảm cho các bạn nhiều nhất có thể khi các bạn chuyển qua Úc, để đảm bảo là các bạn không bị học thêm môn và tổng thời gian học khi ở Úc cũng giống như là dự định ban đầu của các bạn là 2 năm, là gồm có 16 môn còn lại khi mà các bạn học tập ở Úc. Thì cái quá trình chuyển đổi nó rất là linh hoạt, bởi vì các ngành đó đều nằm trong một khoa lớn là khoa communication. Và tiếp theo thì có một câu hỏi nữa liên quan đến việc đào tạo ngành truyền thông và báo chí quan hệ quốc tế tại trường đại học Deakin Úc. Bạn này hỏi là nếu như mà em muốn ở lại Úc làm việc lâu dài á, thì khi sau khi tốt nghiệp thì có khả thi không thưa cô? Và thời gian tối đa em có thể ở lại là bao nhiêu năm? Thì đối với lại cái câu hỏi này của các bạn thì thật sự mà nói Úc là một cái thành phố, Úc là một quốc gia và đặc biệt là Melbourne là một thành phố lý tưởng
cho sinh viên quốc tế học tập và làm việc ở đây. Bởi vì thành phố Melbourne được coi như là hai thành phố lớn nhất của nước Úc, là gồm cả Melbourne và Sydney. Ngoài ra thì thành phố Melbourne cũng liên tục là nằm trong danh sách là cái thành phố đáng sống nhất và thứ nhì ở thế giới luôn. Thì đây là những cái điểm mạnh. Thì nếu như các bạn sinh viên hiện giờ khá là thuận lợi, bởi vì cái chính sách của quốc gia Úc theo cái visa 485 là khi bạn hoàn thành cái chương trình cử nhân 2 năm học hoàn toàn ở Úc, thì các bạn sẽ được ở lại Úc thêm 2 năm nữa. Đó là cái cơ hội của các bạn. Còn trong khi mà nếu như các bạn lựa chọn những thành phố nhỏ hơn, ví dụ như bạn lựa Deakin có campus, khu học xá tại Geelong hoặc Wanambu, thì mình sẽ có cơ hội ở lại 3 năm. Cái đó là những cái cơ hội hiển nhiên các bạn sẽ được ở lại để mà các bạn làm việc. Và như mình đã chia sẻ ngay từ đầu với các bạn sinh viên, là mình sẽ có cái hệ thống hỗ trợ việc làm cho sinh viên, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, đó là Deakin Talent, và được coi như là hạng nhất toàn bang Victoria về cái sự hỗ trợ này. Thì chắc chắn khẳng định một điều là cơ hội cho sinh viên để ở lại để làm việc thì rất là cao khi lựa chọn hai ngành học này. Xin được cảm ơn những lời giải đáp từ cô Minh Thu. Và quý vị phụ huynh thân mến cũng như là các bạn học sinh, hiện tại thì chúng ta đang đến với phần hỏi đáp, và quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến với các thầy cô đang giảng dạy tại trường cũng như là phía văn phòng đại diện của trường đại học Deakin Úc, để từ đó quý vị phụ huynh có thêm nhiều thông tin hơn nữa, và các bạn sinh viên cũng sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa để đưa ra cho mình những cái sự lựa chọn phù hợp nhất với bản thân. Và tiếp theo sẽ là những câu hỏi liên quan đến việc đào tạo ngành quan hệ quốc tế tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ở đây có một câu hỏi là: thưa thầy, ngành quan hệ quốc tế hệ chất lượng cao thì có tính ưu việt gì so với hệ chuẩn? Và nếu như em học hệ chuẩn rồi, em muốn chuyển qua hệ chất lượng cao thì có được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đào tạo chất lượng cao ở trường đại học Hoàng Sinh Văn, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không chỉ ngành quan hệ quốc tế đâu, mà cả những ngành khác trong cái chương trình đào tạo chất lượng cao thì nó có những cái ưu việt, có những cái điểm vượt trội so với lại cái chương trình chuẩn hiện tại. Thứ nhất là về cái việc tổ chức thực hiện đào tạo, cái chương trình đào tạo này, các cái yêu cầu về chuẩn đầu ra thì cũng cao hơn. Ví dụ như là với ngành quan hệ quốc tế thì chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp thì cao hơn so với lại cái chuẩn chung cho hệ chuẩn. Ngoài ra thì sinh viên học cái hệ chất lượng cao thì bắt buộc phải tham gia nghiên cứu khoa học, đó là cái điều kiện đủ cần và đủ để có thể ra trường. Bên cạnh đấy thì các cái chương trình đào tạo thì được thực hiện bởi các cái giảng viên theo đúng yêu cầu của cái chương trình đào tạo chất lượng cao, là phải bắt buộc phải là ít nhất phải là tiến sĩ hoặc là thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về để biết đủ tiêu chuẩn để đạt được chương trình chất lượng cao. Trong đó thì có quy định là phải tối thiểu là 20% các cái môn học là phải được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là quy định chung, nhưng với ngành quan hệ quốc tế thì cái yêu cầu đấy là bên chúng tôi đang thực hiện là khoảng đến 40% các cái môn chuyên ngành và cơ sở ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Chúng tôi đang hướng đến vấn đề chuẩn hóa và ngày càng tăng cái tỷ lệ các cái môn học, tỷ lệ phần trăm các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh theo từng năm một. Ngoài ra thì về cơ sở vật chất, đối với phục vụ cho đào tạo hệ chất lượng cao, thứ nhất là các bạn được học ở cơ sở chính ở ngay trung tâm quận 1, số 10, 12 Điện Biên Hoàng. Các cái phòng học đạt tiêu chuẩn với số lượng sinh viên ít, và được cung cấp trang bị đầy đủ các cái thiết bị cần thiết cho vấn đề học tập, kể cả về tài liệu, được cung cấp cả tài liệu nữa. Về cái câu hỏi về làm thế nào mà đang học hệ chất lượng cao muốn chuyển xuống học hệ chuẩn, đúng không ạ? Là từ chuẩn qua chất lượng cao. Cái này là từ chuẩn mà muốn qua chất lượng cao, mà nếu mà có hai chiều thì có trường hợp đó xảy ra không thầy? Có cả hai chiều. Trong quy chế về đào tạo chất lượng cao của trường quy định rất là rõ. Cái thứ nhất là phải đáp ứng cái yêu cầu đầu tiên là phải cái số điểm chuẩn đầu vào á của cái năm tuyển sinh đấy là tối thiểu là phải bằng hoặc cao hơn. Nếu như mà chuẩn chuyển qua chất lượng cao thì phải tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn. Cái thứ hai là điểm trung bình, nếu như mà từ hệ chuẩn qua hệ chất lượng cao, điểm trung bình phải đạt các môn mà đã học rồi phải đạt 6,5 trở lên, và phải được khoa đề xuất thông qua cái ban điều hành hệ chất lượng cao của trường. Thì tôi nghĩ là nếu mà đáp ứng cái yêu cầu đó thì hoàn toàn có thể chuyển lại.
Ở đây thì có thêm những câu hỏi nữa liên quan đến việc thực tập thực tế của ngành quan hệ quốc tế. Thì bạn này rất là quan tâm đến thực tập thực tế của ngành này và hy vọng là thầy có thể chia sẻ thêm về quá trình thực tập của sinh viên khoa được không ạ? Cảm ơn câu hỏi về thực tập. Thực ra đây là cái vấn đề mà khoa thực hiện từ cái năm đầu tiên triển khai cái chương trình đào tạo quan hệ quốc tế. Thì hiện nay theo chương trình đào tạo hiện nay thì chúng tôi xây dựng cái chương trình thực tập thực tế của khoa quan hệ quốc tế chia làm ba cái học phần, nó gần như là ba cái môn học, nó nằm ở ba cái giai đoạn khác nhau. Cái học phần đầu tiên về thực tập thực tế là rơi vào cái năm thứ hai với cái chủ đề là theo dòng lịch sử Việt Nam, để cho các bạn sinh viên có khả năng đi thực tế để mà cảm nhận cũng như là hiểu thêm về cái lịch sử phát triển của dân tộc gắn với từng các cái giai đoạn khác nhau. Đương nhiên là chúng tôi nhấn mạnh đến những yếu tố có liên quan đến nước ngoài, liên quan đến sự tác động của các nhân tố quốc tế trong đặt trong cái bối cảnh lục vực cũng như là trong cái bối cảnh chung của toàn cầu qua từng cái giai đoạn lịch sử một. Học phần thứ hai từng rơi vào năm thứ ba là chúng tôi tổ chức cho sinh viên, gửi sinh viên đi thực tập vào các cái cơ quan, các cái doanh nghiệp có nhu cầu về ngành quan hệ quốc tế như là các tổ chức quốc tế hay là các cái bộ phận đối ngoại của các cơ quan hay là các cái công ty đa quốc gia hoặc là cũng có thể các cơ quan truyền thông hoặc là các cái công ty tổ chức sự kiện. Các bạn đi thực tập thực tế ở các công ty khoảng trong cái thời gian là khoảng từ trước kia là quy định từ 3 đến 6 tháng, nhưng gần đây là do cái yêu cầu giảm tải rút xuống còn 7 học kỳ thì chúng tôi cũng đã giảm lại khoảng trong thời gian khoảng 3 tháng để các bạn lần đầu tiên tiếp xúc với cái môi trường làm việc thực thụ để có thể có được những kinh nghiệm cần thiết khi ra trường. Và cái học phần thứ 3 về thực tập thực tế là chúng tôi gọi là thực tập nước ngoài. Thì thường thường chúng tôi tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào một cái chương trình kéo dài khoảng từ 7 ngày đến 8 ngày ở một nước nào đấy. Ví dụ như trước Covid năm 2019 thì tôi tổ chức hai cái chương trình. Một là cái chương trình đi Đại học Thiên Tân ở Trung Quốc. Hai là một cái chương trình đi Campuchia và Thái Lan. Thì do khoa thì có những mối quan hệ rất tốt với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, nhưng thông thường thì cái chương trình đó chúng tôi tổ chức cho sinh viên đến thăm, tìm hiểu về các cái chủ đề khác nhau, nghe trực tiếp những người làm công tác đối ngoại nói về cái vấn đề đấy. Trước khi mà sinh viên đi thì sinh viên được chia thành các cái nhóm gắn với các cái chủ đề của mình, họ phải tìm hiểu trước, có giảng viên hướng dẫn, có người hướng dẫn, để trên cơ sở đó thì thông qua cái việc tiếp xúc với những người làm cái công tác đối ngoại thực thụ đó thì các bạn cảm và các bạn hiểu rõ hơn về cái lĩnh vực mà mình có thể là bước chân vào và sau khi tốt nghiệp trường. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Hải Đăng và tiếp tục chúng ta sẽ đến với những câu hỏi liên quan đến ngành báo chí và truyền thông. Thì ở đây thì có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi cho chương trình liên quan đến ngành truyền thông đa phương tiện. Thì ở đây các bạn mong muốn là nhờ cô Lê là chia sẻ nhiều hơn về ngành truyền thông đa phương tiện thì sẽ được khoa đào tạo như thế nào và sinh viên sẽ được thực hành như thế nào. Đây cũng là cơ hội để cho quý vị phụ huynh cũng như là các bạn sinh viên nào mà vào livestream sau á mà chưa nghe được kỹ phần chia sẻ của cô Lê thì có thể tham khảo thêm thông tin ngay lúc này. Cảm ơn quý vị đã đặt câu hỏi. Khoa báo chí và truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện từ năm 2019. Khi mà xây dựng chương trình đào tạo thì chúng tôi có tham khảo các cái chương trình đào tạo của một số trường đại học tại Mỹ, tại Úc và trường đại học Bangkok University tại Thái Lan. Thì truyền thông đa phương tiện cũng là một cái lĩnh vực khá là mới ở Việt Nam. Trước kia thì cái ngành truyền thông đa phương tiện đó, người ta thường nghĩ là nó sẽ gắn trực tiếp với lại các cái lĩnh vực về máy vi tính. Thế nhưng mà gần đây thì trong cái đào tạo truyền thông đa phương tiện thì chúng tôi nhận thấy rằng là sau khi tham khảo các chương trình thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái quan trọng nhất nó chính là cái việc là có thể sản xuất được những cái nội dung truyền thông mang tính chất là sáng tạo để có thể phát trên các cái nền tảng truyền thông hiện đại và nó phục vụ cho cái việc là xây dựng cái hình ảnh của tổ chức, của đơn vị, của cá nhân, thậm chí là của quốc gia và tiếp cận công chúng một cách hiệu quả và thuyết phục. Thế thì dựa trên những cái tiêu chí đấy thì chúng tôi xây dựng một cái ngành truyền thông đa phương tiện nó có những cái
đặc điểm về nội dung. Tức là chúng tôi hướng người học đến cái việc là có những cái kiến thức và những cái kỹ năng, những cái khả năng sáng tạo trên nhiều cái phương tiện truyền thông khác nhau. Và các bạn sẽ học những cái gói kiến thức, ví dụ như thứ nhất là đối với trong lĩnh vực in ấn, các dạng ấn phẩm chẳng hạn, thì các bạn có thể là sáng tạo các cái, các bạn được học về các cái nguyên lý về thiết kế này, các cái nguyên lý về thiết kế đồ họa chẳng hạn, rồi thực hiện những cái ấn phẩm sáng tạo thì có thể thực hiện cái quảng bá, công tác quảng bá hoặc tuyên truyền. Rồi là các bạn sẽ học với cái cách mà sản xuất những cái sản phẩm audio, video, những sản phẩm nghe nhìn thông qua các môn học, từ biên kịch cho đến là đạo diễn, đến cách tổ chức, cách thức tổ chức sản xuất chương trình. Và các bạn thực hiện những cái đồ án audio và video để có thể phát trên những cái nền tảng mới, như là YouTube hoặc là các cái mạng xã hội hiện đại. Rồi sau đó thì các bạn sẽ học cái gói về liên quan đến đồ họa máy vi tính, trên máy vi tính. Các bạn học về các kỹ thuật thiết kế 2D, 3D, rồi cách xây dựng, sản xuất phim hoạt hình, rồi là các cái chiến lược về truyền thông số ở trên các cái nền tảng truyền thông mới. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cũng được trang bị cái gói kiến thức về truyền thông theo khía cạnh là về quan hệ công chúng này, về quảng cáo chẳng hạn, để sau đó các bạn biết cách có thể là có cái tư duy về truyền thông marketing để có thể giúp là truyền thông cho những cái sản phẩm sáng tạo của mình một cách hiệu quả hơn. Rồi các bạn về cái câu hỏi mà về thực tập á, thì hiện nay là chúng tôi xây dựng cái nội dung thực tập thực tế, tức là sinh viên sau khi mà kết thúc một cái gói môn học thì đều phải thực hiện một cái sản phẩm thực tế, của chúng tôi gọi là cái đồ án, như là đồ án dành cho gói về các cái sản phẩm nghe nhìn hoặc là các cái sản phẩm truyền thông trên internet chẳng hạn. Rồi sau khi mà kết thúc 3 năm học thì các bạn sẽ có 3 tháng thực tập tại các cái cơ quan, về các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp, các cái công ty mà họ có nhu cầu về hoạt động truyền thông. Các bạn sẽ tham gia vào cái việc sản xuất các cái sản phẩm truyền thông đa phương tiện cho họ, lên các cái kế hoạch truyền thông cho họ. Hoặc là các bạn cũng có thể thực tập tại các cái agency về truyền thông, rồi ngay cả các cái cơ quan báo chí nữa, nếu như mà họ có nhu cầu tuyển thực tập sinh để có thể sản xuất các cái sản phẩm đa phương tiện cho cơ quan báo chí đấy, thì các bạn cũng có thể thực tập tại những cái đơn vị đấy. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Lê. Hiện tại thì chúng ta đang đến với phần giải đáp thắc mắc trực tiếp đến từ phía quý vị phụ huynh cũng như là các bạn sinh viên. Hy vọng là quý vị phụ huynh và các bạn sinh viên, nếu như mà các bạn có mong muốn được giải đáp những câu hỏi liên quan đến đào tạo ngành truyền thông, báo chí và quan hệ quốc tế, thì quý vị phụ huynh và các bạn có thể bình luận ở bên dưới để chúng tôi chuyển câu hỏi này đến cho phía các thầy cô cũng như là giám đốc văn phòng đại diện Đại học Deakin Úc tại đây, thì chúng tôi có thể giải đáp cùng với tất cả quý vị. Và bây giờ thì có một câu hỏi liên quan đến phần chương trình liên kết giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Deakin Úc. Hiện tại thì Hồng Lan thấy là ở đây thì có các bạn hỏi cô Minh Thu là sinh viên quốc tế là khi được chuyển tiếp qua Đại học Deakin Úc thì thường thì sẽ ở trong ký túc xá hay là có sự lựa chọn nào khác hay không? Cô có lời khuyên gì cho các bạn sinh viên Việt Nam không? Đây là một vấn đề mà đang nghĩ là các bạn nào mà đang chuẩn bị đi du học thì sẽ rất là quan tâm. Dạ, dành cho đối tượng mình sẽ trả lời câu hỏi này một cách chung nhất đầu tiên, và sau đó là dành sinh viên cho đối tượng sinh viên của trường về cái ngành về truyền thông giữa Nhân văn và Đại học Deakin. Thì thông thường theo luật của chính phủ Úc á, sinh viên mà các bạn dưới 18 tuổi bắt buộc phải ở ký túc xá. Còn nếu mà sinh viên trên 18 tuổi thì cái sự lựa chọn nhà ở cho các bạn sẽ rất đa dạng. Bạn có quyền mà ở ký túc xá, bạn có quyền ở những cái hình thức homestay là ở với chủ người Úc, hoặc là nếu các bạn thực sự mà tự tin với lại cái mình có thể tự lo được cho bản thân mình hoàn toàn độc lập, thì các bạn cũng có thể là liên hệ với những cái nhà hiện giờ người ta đang available, họ đang có cần người thuê á, thì mình sẽ ở theo kiểu là hình thức là mình share nhà với nhau, share nhà ở với nhau. Thì đây là những cái hình thức mà hiện tại đa số sinh viên quốc tế mình thấy các bạn đã lựa chọn. Đối với lại sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với trường Đại học Deakin thì chúng tôi cũng cho những hình thức đó. Tuy nhiên các bạn không còn bị bắt buộc phải ở trên ký túc xá nữa, vì khi mà các bạn hoàn thành cái chương trình 2 năm ở Việt Nam là bạn đã cỡ khoảng tầm 20 tuổi, 19 cho tới 20 tuổi rồi. Thì khi đó thì bạn có thể bạn linh động chọn những cái hình thức mình mong muốn.
Đại học Deakin sẽ có một cái bộ phận ở Student Central và Accommodation là bộ phận hỗ trợ nhà ở, để mà luôn sâu sát với các bạn, làm việc trực tiếp với lại Đại học Nhân Văn để mà biết được là cái khả năng về tài chính của bạn sẽ như thế nào. Bởi vì các hình thức nhà ở này thì sẽ có những cái thang thông tin về tài chính, những cái chi phí nhà khác nhau. Và ở bên Úc khi mà người ta chính tính chi phí nhà ở sẽ khác biệt Việt Nam mình sẽ tính theo tháng. Nhưng mà bên Úc người ta sẽ tính theo tuần. Một tuần thì sẽ là cỡ khoảng tầm 100 đô, 200 đô hoặc là 300 đô dao động. Và những cái service, những cái dịch vụ mà cái chủ nhà sẽ hỗ trợ cho mình. Ví dụ như là nếu cái hình thức bạn ở, bạn mong muốn là chủ nhà sẽ lo luôn cho bạn về cái phần ăn sáng và ăn tối, thì cái mức phí bạn phải đóng sẽ khác. Ví dụ như hình thức là bạn tự bạn share nhà, bạn tự lo lắng về cái chi phí ở và ăn của mình, thì bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Cảm ơn chia sẻ của cô Thu. Và liên quan đến chương trình đào tạo liên kết thì ở đây có một bạn mong muốn được chia sẻ từ thạc sĩ Trần Nam. Đó là khi tham gia chương trình liên kết, là nếu vì lý do riêng không thể chuyển qua Úc thì trường có giải pháp gì để em có thể chuyển sang học ngành khác tại trường? Đối với các cái chương trình liên kết quốc tế thì trường đều có một cái biện pháp để quản trị rủi ro cho sinh viên. Bởi vì thật ra là trong quá trình học thì có một số em vì lý do sức khỏe, một số bạn lý do liên quan đến tài chính, hay một số bạn thì lại là muốn học ở Việt Nam luôn, thay đổi ý định, thì ở trường Xã hội Nhân Văn và trường Đại học Deakin cũng có một giải pháp, đó là trong trường hợp mà mình sẽ lấy cái điểm đầu vào của các em của cái năm đấy để dùng cái điểm đó để có thể xét tuyển vào các cái xét học trở lại những cái ngành, học những cái ngành mà có cái điểm chuẩn và cái tổ hợp môn nó tương đương để giúp các em có thể chuyển tiếp. Lấy ví dụ như em có cái điểm đầu vào của chương trình Deakin năm 2021 này là bằng điểm chuẩn khoa báo chí, thì sau này nếu như học 2 năm ở Xã hội Nhân Văn mà bạn không có đi Úc chẳng hạn, thì bạn sẽ được xem xét để chuyển qua học với lại là khóa của báo chí của cái năm mà em làm cái đơn để chuyển để học tại Việt Nam, hoặc là các cái ngành khác. Hoặc là các bạn có thể học cái hệ vừa làm học buổi tối của khoa, nếu như khoa có mở tại cơ sở ở quận 1 ở khu vực ở trung tâm thành phố. Thì nói chung là chúng tôi đều có những cái giải pháp để giúp cho các em có thể là chuyển tiếp qua học qua những cái ngành khác để đảm bảo được cái điểm chuẩn đầu vào trong trường hợp các em không thể đi được. Cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Trần Nam. Tiếp theo là một câu hỏi liên quan đến học ngành quan hệ quốc tế. Mong chia sẻ đến từ thầy Bùi Hải Đăng. Thưa thầy, em muốn làm ở bộ phận đối ngoại của doanh nghiệp thì học ngành quan hệ quốc tế có cho em nền tảng kiến thức, kỹ năng để làm tốt trong vị trí này hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn quan tâm về ngành quan hệ quốc tế. Thì thực ra trong cái khối kiến thức chuyên ngành của quan hệ quốc tế thì được chia ra làm một số cái theo như ngoài Bắc gọi là chuyên sâu. Có mấy cái định hướng về chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế và về luật quốc tế. Thì bên cạnh đấy thì còn có một cái bộ môn là bộ môn nghiệp vụ kỹ năng và nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại và bộ môn kỹ năng chuyên ngành. Thì với tất cả cái cấu trúc của cái khối kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ cũng như là về ngoại ngữ như vậy, thì sinh viên ngành quan hệ quốc tế sau khi tốt nghiệp thì hoàn toàn có khả năng làm ở cái bộ phận đối ngoại của các cái doanh nghiệp và các công ty. Thế thì hiện tại bây giờ do cái đặc thù của khu vực phía Nam thì cái điểm nhấn của chúng tôi chính là để cho sinh viên tốt nghiệp làm ở các cái bộ phận đối ngoại của các công ty, các doanh nghiệp nhiều hơn là để cho sinh viên tập trung vào để làm việc ở các cái cơ quan ngoại giao cấp nhà nước, làm việc cho Bộ Ngoại giao chẳng hạn. Thì hiện tại bây giờ cái điểm có lẽ là mang tính chất đặc thù của cái ngành đào tạo quan hệ quốc tế ở trường Đại học Nguyễn Xuân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấy, là nó có một cái gì đó nó hơi khác một chút so với lại cái chương trình đào tạo của Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao. Xin cảm ơn. Tiếp theo là một câu hỏi mà bạn mong muốn được nhờ cô Lê chia sẻ thêm. Đó là em muốn đặt câu hỏi là chương trình đào tạo báo chí hệ Đại Trà và chất lượng cao có điểm gì khác nhau không ạ? Em cảm ơn cô. Cảm ơn bạn. Chương trình đào tạo báo chí và của hệ Đại Trà và chất lượng cao thì về cơ bản nội dung là tương đồng với nhau. Tuy nhiên là đối với hệ chất lượng cao
thì có một số những cái điểm khác biệt như sau. Thứ nhất á, là chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh. Vậy là các bạn sẽ có cái thời lượng học tiếng Anh vượt trội so với lại hệ đại trà. Các bạn cũng sẽ có một số môn học các bạn sẽ học chương trình theo dạng song ngữ. Và các bạn sẽ tiếp cận các cái tài liệu tiếng Anh nhiều hơn, có thể là tùy theo cái trình độ tiếng Anh chung của lớp, nhưng mà cái hướng của khoa là có thể tốt nhất là có thể giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, hoặc là toàn bộ tài liệu được cung cấp bằng tiếng Anh, và các bạn có thể lựa chọn cái việc là làm bài hoặc là thuyết trình bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, thì tùy theo cái khả năng của các bạn. Thì đó, tiếng Anh là cái điểm khác biệt thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là cái chương trình chất lượng cao là chương trình tăng cường cái thời lượng thực hành nhiều hơn. Các bạn sẽ có cái khoảng thời gian để có thể là làm các cái bài tập thực tế, rồi đi kiến tập tại các cái tòa soạn từ năm nhất, rồi các bạn sẽ có nhiều cái điều kiện để, ví dụ như với hệ đại trà thì có thể là các bạn chỉ làm cái bài tập cái sản phẩm đó, thực hành cái kỹ năng đó một hoặc hai lần chẳng hạn, nhưng mà đối với lại cái hệ chất lượng cao thì cái khoảng thời gian để thực tập nó sẽ nhiều hơn. Cái thứ ba là đối với hệ chất lượng cao thì các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để có thể là tiếp cận, với lợi thật khoa sẽ mời các cái chuyên gia, các nhà báo đến để trao đổi rồi tham gia vào giảng dạy, nó thuận tiện hơn. Đó, thì các bạn sẽ có cơ hội được học tập tốt hơn, và tất nhiên là những cái cơ hội để có thể là đến làm việc với các cái tòa soạn, những cái cơ hội trải nghiệm thực tế của các bạn thì tôi nghĩ là nó cũng có cái thuận tiện hơn so với cái hệ đại trà. Bởi vì là hệ đại trà hiện nay là đang học ở Thủ Đức, và cách cái trung tâm thành phố là khoảng 20 cây. Còn đối với hệ chất lượng cao là các bạn học ngay tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, thì ở đây thì cái việc mà các bạn đến cộng tác với các tòa soạn để các bạn tác nghiệp thì có thể là nó có những cái điều kiện thuận lợi hơn so với hệ đại trà. Tiếp theo cũng là một câu hỏi liên quan đến báo chí và truyền thông, thì bạn này có câu hỏi như sau: thưa cô, em có câu hỏi là em đang là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Trung Quốc hệ chất lượng cao, và em đang muốn chuyển sang ngành báo chí và truyền thông thì có được không thưa cô, và cần những điều kiện như thế nào ạ? Điều kiện để mà chuyển đổi thì cũng theo quy định của nhà trường thôi. Tức là cái điều kiện quan trọng nhất là cái điểm đầu vào của các bạn đó. Nếu mà điểm đầu vào của bạn vào cái năm đó bạn thi tuyển đó, bằng hoặc là cao hơn điểm bên báo chí thì bạn sẽ được chuyển qua. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô. Và tiếp theo đó là những câu hỏi liên quan đến việc học tại Đại học Deakin Úc. Ở đây thì có một câu hỏi là xin nhờ cô Thu chia sẻ thêm. Xin hỏi là học phí 2 năm tại Úc là 480 triệu đồng một năm, là đã bao gồm chi phí ăn ở chưa? Nếu chưa thì mình sẽ tính cả ăn ở một năm khoảng bao nhiêu ạ? Thì thông tin mà về cái chi phí học tập mà bạn, cái câu hỏi này các bạn đã hỏi á, thì đó là chi phí học tập của sinh viên thôi khi các bạn đã học. Tuy nhiên bạn lưu ý một chi tiết là mình sẽ có những loại hình học bổng nữa nha. Nếu như các bạn thể hiện tốt điểm số cao trong thời gian là 2 năm học tại Việt Nam thì lời khuyên từ phía mình dành cho các bạn, từ phía chị dành cho các bạn sinh viên, đó là đừng có sợ và đừng có ngại ngần đăng ký thử sức vào học bổng. Bởi vì mình có khá là nhiều suất học bổng từ 20, 25, 50 và 100 thì sẽ giảm được cái chi phí, bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình mình khá là nhiều. Nếu như mà các bạn đạt được học bổng là thông tin thứ nhất và chia sẻ các bạn. Thông tin thứ hai đó là về chi phí ăn, ở và sinh hoạt. Thì hiện giờ chính phủ Úc đã đưa ra thông tin rất là cụ thể. Đó là chi phí đó các gia đình mình nên chuẩn bị là cỡ khoảng 20.041 đô la Úc cho một năm, thì mình tính dự trù là cỡ khoảng tầm 300 triệu, khoảng trên 300 triệu cho chi phí ăn, ở, sinh hoạt các thể loại như vậy. Tuy nhiên chính phủ Úc bên cạnh đó họ cũng linh động ở chi tiết là sinh viên mà khi học ở Úc thì sẽ được làm thêm, cái điều được làm thêm sẽ là 20 tiếng đồng hồ cho một tuần. Cho các bạn được làm thêm. Thì mình cảm thấy là cái cơ hội làm thêm của sinh viên mà khi các bạn học tập tại Deakin thì khá là đa dạng. Thứ nhất là bạn sẽ có cái hệ thống của Deakin Talent là hỗ trợ cho các bạn trong tìm kết nối với những doanh nghiệp ở Úc trong quá trình bạn học, bạn thực tập, rồi bạn có thể làm thêm những công việc mang tính chất chuyên nghiệp. Mình sẽ có một bộ phận nữa là Deakin Freelancer Hub.
là như thế này, những cái bạn học sinh về truyền thông hoặc những cái bạn học sinh mà học về International Relations thường á, các bạn sẽ có những kỹ năng rất là hay. Ví dụ như là những cái bạn học về báo chí, truyền thông, bạn sẽ có những cái kỹ năng chụp ảnh, ví dụ vậy, hoặc là kỹ năng về thiết kế. Thì các bạn sẽ được kết nối với lại một cái cộng đồng freelancer chuyên về cái lĩnh vực đó, và người ta có thể tìm những cái project giới thiệu cho bạn những cái dự án. Thì bạn, cái công việc part-time job của bạn không hạn chế trong những cái công việc. Khi mà đi Úc thì mình hay nghĩ tới những công việc như là mình sẽ làm trong nhà hàng, hoặc là mình trong khách sạn, hoặc là những cái tourism activities, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà bạn hãy linh động và mở rộng hơn, đó là cái kiến thức và nền tảng kiến thức của bạn học tập, bạn cũng có thể tìm được một công việc chuyên nghiệp nhưng mà part-time job trong quá trình bạn học tập tại Úc. Thì cái mức lương thì nó sẽ dao động khá là nhiều, nhưng mà ở Melbourne thì bạn có nghĩ là cái một cái mức lương tính theo giờ là cỡ khoảng tầm trên 15 đô la Úc một tiếng đồng hồ, cho tới cao hơn tùy vô cái công việc mà bạn đảm nhận của bác tham chấp đó, công việc làm bán thời gian đó. Thêm câu hỏi cho cô Thu, đó là bạn này cũng muốn đặt câu hỏi là ngành quan hệ quốc tế thay vì học tại học xá Burwood ở Melbourne thì có thể học tại học xá Geelong được không ạ? Em xin được cảm ơn. Dạ, Geelong, đúng rồi. Dạ, Deakin đó là một trong những cái thông tin thuận lợi á. Bởi vì mình sẽ có, Deakin thì sẽ có khu học xá chính là khu học xá Melbourne. Nhưng khi học xá Geelong cũng có ngành International Relations, và khi học tập tại đây thì bởi vì cái chính sách visa của Úc thì mình sẽ có cơ hội mình hoàn thành xong cái chương trình cử nhân và mình sẽ ở lại được 3 năm. Còn ví dụ như mình học ở tập ở Melbourne thì mình sẽ hoàn thành cử nhân và ở lại 2 năm. Thì cái này là khá là linh động và do quyền lựa chọn là ở các bạn thôi. Bạn chỉ cần bạn lưu ý là xác nhận rõ cái khu học xá mình muốn học. Và khi các bạn điền cái form application, form đăng ký nhập học, thì thông báo cho các thầy cô bên nhân văn biết, để mà các thầy cô bên nhân văn sẽ làm một cái thống kê là có bao nhiêu em tới khu học xá Melbourne và bao nhiêu em tới khu học xá Geelong để học tập, hoàn thành cái 2 năm còn lại tại Deakin. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Thu. Và tiếp theo là những câu hỏi mà các bạn mong muốn được giải đáp từ phía thầy Hải Đăng. Thưa thầy, em muốn làm chuyên gia phân tích chính trị quốc tế, thì tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế có thể làm công việc này được hay không, thưa thầy? Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thực ra thì trong thực tế thì nhiều năm vừa qua, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế làm trong lĩnh vực này sau khi mà ra trường, thì cụ thể là phụ trách cái mảng quốc tế cho các cái tờ báo, trong các cái tờ báo truyền hình và báo thì viết phân tích các cái mảng chính trị quốc tế. Thì thực ra ngoài cái việc mà làm cho cái bộ phận quốc tế của các tờ báo, thì các bạn có thể làm cho các cái cơ quan, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu, không phải chỉ ở trong nước đâu, kể cả nước ngoài. Hiện tại cũng đã có rất nhiều cựu sinh viên đang làm và các trung tâm nghiên cứu quốc tế ở nước ngoài. Vì hiện nay thì chúng ta đều biết rằng là kể từ khi mà tiến trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ như vậy, thì mọi cái lĩnh vực của đời sống của nó đan xen vào nhau, và cái nhu cầu tìm hiểu về các cái khu vực, các cái quốc gia, sự vận động của cái hệ thống chính trị cũng như hệ thống kinh tế thế giới là một cái nhu cầu rất sự cần thiết. Bất kỳ một cái công ty, bất kỳ một quốc gia nào để mà có thể giành lợi thế trong cái thời buổi ngày nay thì bắt buộc phải có một cái tầm nhìn toàn cầu, và phải có một cái chuyên gia có khả năng mường tượng hay là định lượng được những cái tác động của yếu tố quốc tế đối với cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Nhà tiếp theo vẫn là một câu hỏi liên quan đến khoa quan hệ quốc tế, là thưa thầy, khoa có các hội thảo hay là những chương trình thảo luận chuyên môn nào để sinh viên có thể tiếp cận được kiến thức chuyên ngành không ạ? Đây là một cái câu hỏi mà tôi cũng rất muốn trả lời, nhưng các bạn không hỏi tôi trả lời thôi. Bởi vì đây là một trong những cái điểm rất là mạnh của khoa quan hệ quốc tế hiện nay. Nếu các bạn theo dõi các hoạt động của khoa thì các bạn biết tôi thường xuyên tổ chức các cái tọa đàm, mời các cái quý vị là đại sứ, nguyên là đại sứ Việt Nam các nước, thậm chí là kể cả những cái vị đang làm các cơ quan ngoại giao, tổng lãnh sự, sắp tới là có tổng lãnh sự Ấn Độ sẽ có một buổi nói chuyện với sinh viên quan hệ quốc tế. Thì đây là cái hoạt động mang tính chất là thường xuyên, giống như một cái chuỗi trong các cái hoạt động khoa học, vừa phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo cho giảng viên có khả năng tiếp cận được với lại cái lĩnh vực mà mình đang giảng dạy, thì cũng là cái cơ hội để cho sinh viên có thể tìm hiểu và được tiếp cận với lại những cái con người bằng xương bằng thịt, những người rất là thật làm trong lĩnh vực đối ngoại. Và người ta không phải chỉ vấn đề về kiến thức chuyên môn, họ còn có một cái khả năng truyền cái cảm hứng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Thì đây là một trong những hoạt động hết sức là thường xuyên. Một học kỳ thường thường tôi ít nhất cũng phải có từ 3 đến 5 cái buổi tọa đàm như vậy. Ở bên cạnh đấy thì các bạn còn có hàng loạt những cái
cái buổi tọa đàm và hội thảo tham gia vào hội thảo nghiên cứu học của khoa và của trường cũng như là nghiên cứu học sinh viên và học viên cao học. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Đăng. Tiếp theo là câu hỏi dành cho cô Lê. Thưa cô, em muốn làm truyền thông cho doanh nghiệp thì ngành báo chí sẽ đào tạo những kiến thức gì để em có thể làm được công việc này? Cảm ơn bạn. Thật ra thì cái mục tiêu đào tạo chính của ngành báo chí ấy, là đào tạo ra các phóng viên, biên tập viên để công tác tại các cơ quan báo chí. Tuy nhiên là cũng theo cái nhu cầu cái thị trường lao động á, thì cũng có rất nhiều bạn là học báo chí ra và các bạn làm truyền thông cho các cái doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng đã nhận thấy cái yếu tố này từ cách đây khá là lâu rồi. Và như vậy thì chắc cũng phải hơn 10 năm nay rồi. Trong cái chương trình đào tạo của ngành báo chí á, thì chúng tôi có một cái gói kiến thức dành cho các bạn sau này nếu mà các bạn muốn chuyển sang làm truyền thông á, thì cái gói kiến thức đấy nó khoảng tầm 3 đến 4 môn thôi. Nhưng mà nó trang bị cho các bạn những cái kiến thức cơ bản trong lĩnh vực là quan hệ công chúng, truyền thông marketing, tổ chức sự kiện, quảng cáo, khoảng một số môn kiểu như thế. Và với những cái kiến thức được học trong các cái môn như vậy thì và cộng thêm các kỹ năng về viết tin bài cho báo chí nữa, rồi xây dựng cái mối quan hệ với giới báo chí, thì các bạn, một số bạn tốt nghiệp sinh viên báo chí tốt nghiệp đó, các bạn có thể thực tập và có thể là cộng tác với các cái cơ quan, các cái công ty. Và các bạn nếu mà sau một khoảng thời gian cộng tác thử, nếu mà ta cảm thấy là mình đáp ứng được cái yêu cầu của họ, thì các bạn có thể trở thành cái chuyên viên truyền thông cho cái doanh nghiệp đấy. Xin được cảm ơn chia sẻ của cô Lê. Và tiếp theo vẫn là một câu hỏi liên quan đến việc học báo chí và truyền thông. Thưa cô, học báo chí hay truyền thông đa phương tiện xong thì mình có thể làm quan hệ công chúng được không ạ? Được, các bạn hoàn toàn có thể làm được. Thì như tôi nói đó là trong cả cái lĩnh vực báo chí lẫn lĩnh vực truyền thông đa phương tiện thì chúng tôi đều có một cái gói kiến thức, nó chiếm tỷ lệ khoảng tầm có lẽ là khoảng tầm 20% trong cái số lượng các môn học thôi. Và cái gói kiến thức này nó chính là cái gói về quan hệ, chúng tôi gọi nó là quan hệ công chúng. Thì đó, như lúc nãy tôi có nói đó là các bạn sẽ học về các cái kiến thức, các cái kỹ năng về quan hệ công chúng, về tổ chức sự kiện, về quảng cáo, về truyền thông marketing. Thì với những cái kiến thức đấy thì các bạn, tôi nghĩ là các bạn ít nhất là có những cái kiến thức cơ bản, nền tảng để các bạn bước chân vào lĩnh vực quan hệ công chúng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Lê. Thưa thầy Hải Đăng, ở đây có một số bạn đặt câu hỏi liên quan đến ngành quan hệ quốc tế và hy vọng là thầy sẽ chia sẻ. Đầu tiên thì có một câu hỏi là em được biết là quan hệ quốc tế sẽ học về các nước lớn và khu vực. Vậy thì học về nước nào và vì sao mình phải học về nước này và khu vực này ạ? Câu hỏi của các bạn học sinh đang quan tâm đến ngành quan hệ quốc tế. Cảm ơn các bạn, đây là một câu hỏi rất là thú vị. Thực ra thì tại sao phải nghiên cứu về các nước lớn? Bởi vì vai trò các nước lớn vô cùng quan trọng. Bởi mọi sự chuyển động của một nước lớn về chính sách đối ngoại hay một cái hành vi nào đấy đều tác động đến các cái khu vực và các quốc gia khác nhau trên quy mô toàn cầu. Thế thì cái đây là một trong những cái ưu tiên của ngành quan hệ quốc tế, đó là chúng ta phải nghiên cứu về chính sách đối ngoại hay là đường lối đối ngoại và ngoại giao của các nước lớn. Bởi vì cái vai trò và tầm quan trọng của họ quá lớn đối với nền kinh tế thế giới cũng như là đối với nền chính trị thế giới. Còn đối với Việt Nam thì ngoài cái việc chúng ta nghiên cứu về các nước lớn, chúng ta còn nghiên cứu về các nước quan trọng. Các nước quan trọng thì không có nghĩa là, đương nhiên các nước lớn là quan trọng rồi, nhưng mà quan trọng là quan trọng với ai. Thì với mình thì Việt Nam mình có một số nước rất là quan trọng mà không phải là nước lớn, ví dụ như là Campuchia, Lào và các nước thuộc cộng đồng ASEAN. Chúng ta đang phải có một cái chủ trương rất là lớn của Bộ Ngoại giao và của nhà nước để thúc đẩy nghiên cứu về ASEAN, các nước nằm gắn bó với mình, gần với khu vực của mình, và các nước mà có chia sẻ đường biên giới, có nhiều cái sự gắn kết từ trong lịch sử cho đến hiện tại. Thì việc nghiên cứu về quan hệ quốc tế không phải chỉ là nghiên cứu về các nước lớn đâu, và kể cả nghiên cứu về các nước quan trọng đối với Việt Nam và quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Xin cảm ơn. Một câu hỏi nữa từ các bạn học sinh, đó là các bạn quan tâm đến việc là hoạt động sinh viên đoàn hội của khoa quan hệ quốc tế sẽ được tổ chức như thế nào? Đây là một trong những cái điểm sáng của sinh viên quan hệ quốc tế, nhiều năm liền đạt giải nhất trong các cái hoạt động đoàn hội. Thế thì khoa quan hệ quốc tế có nhiều cái tiên phong
Nhưng mà trong cái đợt khai giảng được vừa rồi thì tôi có phát biểu là sắp tới là chúng ta sẽ tiên phong trong việc không phải đi tiên phong nữa, bởi vì bản thân chúng ta đã là tiên phong rồi. Thì cái hoạt động sinh viên là một trong những hoạt động tiên phong như vậy. Thì khoa quốc tế là cái nơi đầu tiên tổ chức các cái hoạt động của đoàn thanh niên và hội sinh viên khoa theo hình thức hoạt động của các câu lạc bộ để mà đáp ứng cái nhu cầu. Bởi vì sinh viên chúng ta có những cái nhu cầu và những cái sở thích, sở trường hết sức là khác nhau, cho nên chia sẻ thành các cái câu lạc bộ để các bạn có thể tham gia. Hiện tại ở khoa quốc tế có 6 câu lạc bộ để đáp ứng yêu cầu hoạt động của sinh viên. Thứ nhất là có câu lạc bộ IA News, là câu lạc bộ hay còn gọi là câu lạc bộ thời sự, là cho các bạn sinh viên tập viết các cái bài phân tích về chính trị quốc tế, tập đưa tin, là các bạn tin và làm các cái buổi sinh hoạt thảo luận về các vấn đề quốc tế. Câu lạc bộ thứ hai đó là câu lạc bộ IA Sport, là câu lạc bộ thể thao, cho các bạn tổ chức tham gia vào các cái hoạt động thể thao. Hiện tại thì như là mạnh về bóng đá. Sắp tới thì không biết có chuyện qua golf hay là tennis gì không thì không biết. Câu lạc bộ thứ ba đó là câu lạc bộ nghệ thuật MIR, MIR, thì câu lạc bộ là tập trung về vấn đề ca múa, hát, biểu diễn thời trang và hoạt động về văn hóa, văn nghệ, sức là cũng là mạnh. Hình như đợt vừa rồi là cuộc thi tiếng hát sinh viên gần đây nhất là đạt giải nhất toàn trường, thì có sự đóng góp rất là lớn của cái câu lạc bộ MIR này. Câu lạc bộ tiếp theo đó là câu lạc bộ tình nguyện, thì hoặc làm các cái hoạt động và công tác tình nguyện cho các bạn sinh viên. Đây người ta là một trong những câu lạc bộ rất là hay để các bạn có thể trải nghiệm được, chia sẻ những cái khó khăn, phát triển về mặt cảm xúc, chứ không phải chỉ đơn giản vấn đề về trí thức, cảm xúc trưởng thành hơn về mặt thẩm mỹ cảm xúc của mình. Ngoài ra thì còn có câu lạc bộ học giả trẻ nữa, thì như là cũng khá là nhiều và đa dạng. Bên cạnh đó thì khoa quan hệ quốc tế có một cái hội trại gọi là IR Connection, đó là một cái hội trại tổ chức hàng năm để mà kết nối các thế hệ sinh viên học ngành quan hệ quốc tế. Thì đây là một cái dịp mà không phải chỉ là sinh viên các năm kết nối với nhau, mà kể cả kết nối với các thầy cô và các cựu sinh viên. Thì đây là cái hội trại tôi nghĩ là ngoài cái ý nghĩa về mặt kết nối, nó mang lại những giá trị lớn hơn, là các anh chị cựu sinh viên chia sẻ những cái cơ hội nghề nghiệp, chia sẻ những cái kinh nghiệm làm việc, thậm chí là chia sẻ cả những cái gì mà mình hồi học quan hệ quốc tế nó ra trường xong bị thiếu nhiều quá, nên phải học cái gì đấy. Tôi nghĩ là có rất nhiều các cái hoạt động khác nhau mà các bạn có thể trải nghiệm và tham gia vào khi mà học ngành quan hệ quốc tế tại trường Đại học Học sinh Văn Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy là các bạn học sinh đó, khi mà các bạn mong muốn là đến với một môi trường đại học thì thường là các bạn sẽ rất là quan tâm đến cái phần là sinh hoạt đoàn hội. Tại vì mọi người thường hay nói với nhau là sinh viên mà phải có sinh hoạt đoàn hội thì nó mới vui, nó mới là thanh xuân. Thì cũng có những cái câu hỏi liên quan mà Hồng Loan thấy là có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề là sinh hoạt đoàn hội của các khoa như thế nào. Và ở đây thì vừa rồi chúng ta đã nghe về sinh hoạt đoàn hội của khoa quan hệ quốc tế. Vậy thì về phía khoa báo chí truyền thông thì cô Lê có thể chia sẻ thêm để cho các bạn học sinh cũng như là quý vị phụ huynh được hiểu hơn về môi trường hoạt động trong khoa của mình được không ạ? Cảm ơn bạn. Khoa báo chí truyền thông cũng tương tự như khoa quan hệ quốc tế, tức là cái hoạt động của đoàn hội, hoạt động sinh viên là điểm sáng của khoa. Khoa luôn luôn là tạo điều kiện tốt nhất để cho các bạn sinh viên có thể tham gia vào mọi cái hoạt động phong trào, các cái hoạt động từ thể thao đến hoạt động văn hóa, văn nghệ, rồi hoạt động học thuật, hoạt động tình nguyện. Nói chung là rất là đa dạng, rất là phố đa dạng. Và tôi nghĩ là cái môi trường hoạt động của sinh viên của khoa báo chí truyền thông này, của khoa quan hệ quốc tế và của rất nhiều khoa khác trong trường xã hội nhân văn đều rất là tốt, tạo ra một không khí sôi nổi và nó khiến cho sinh viên rất là hứng khởi và gắn bó với khoa cũng như là gắn bó với nhà trường. Ở đây thì cũng có một thắc mắc mà Hồng Loan cũng muốn thắc mắc, muốn hỏi cô Thu luôn. Vậy thì khoa ngoại quốc tế và khoa báo chí truyền thông là như vậy. Vậy thì đối với việc đào tạo chương trình liên kết á, và đặc biệt là khi các bạn qua môi trường mới như Úc chẳng hạn, thì có những cái câu lạc bộ hay là những cái nơi nào để các bạn giao lưu với nhau không cô? Deakin thì cũng rất là chú trọng vô những cái câu lạc bộ đội nhóm cho sinh viên, giống như là các thầy cô ở đây có chia sẻ của Đại học Nhân văn. Thì hiện tại như mình có chia sẻ với mọi người là Deakin có hơn 63.000 sinh viên, tổng sinh viên cả người Úc và sinh viên quốc tế.
gồm sinh viên đến từ hơn 133 quốc gia. Đó là lý do tại sao mà Deakin cũng phải phát triển rất là mạnh mẽ và đầu tư thật sự nghiêm túc cho các câu lạc bộ hiện tại đang có. Thì nhà trường có khoảng, tổng tất cả các khoa thì có khoảng 150 câu lạc bộ. 150 câu lạc bộ cho sinh viên thì mình cũng tương tự là có những câu lạc bộ về học thuật, gọi chung là những câu lạc bộ tập trung về học thuật, câu lạc bộ về thiện nguyện, câu lạc bộ về nghệ thuật, và đặc biệt là một câu lạc bộ khá là lớn, thuần chuẩn Việt Nam luôn, đó là câu lạc bộ D-Visa, là của sinh viên Deakin người Việt Nam hỗ trợ cho người Việt Nam ở khu vực các thành phố Melbourne, Geelong hoặc là Wanambur. Thì các bạn sinh viên mà khi tham dự là trở thành member, làm thành viên thì rất là khuyến khích các bạn, nhà trường luôn luôn có những cái chính sách là khuyến khích các bạn hãy năng nổ hoạt động. Bởi vì sao? Sẽ rất là tốt cho các bạn khi mà bạn tốt nghiệp, bạn xin việc làm. Bởi vì khi mà các bạn xin việc làm ở Úc, và mình nghĩ là tương tự ở Việt Nam cũng vậy, bên cạnh cái thành tích về học tập của mình, về cái internship mà mình được những cái người supervisor, bởi vì khi bạn học tập tại Deakin, bạn bắt buộc phải có thực tập, thì bạn sẽ có những cái reference đó. Và họ cũng, các nhà tuyển dụng ở Úc, họ cũng đánh giá cao những người dám xông pha vào những cái hoạt động của xã hội ở bên Úc. Thì khi các bạn là thành viên của những câu lạc bộ như thế này, bạn còn được kết nối mạnh mẽ hơn nữa với những cái người local ở Úc và tìm kiếm những cái cơ hội về sự nghiệp cho mình trong tương lai. Ở đây có một câu hỏi vui mà ông Lan cũng muốn nhờ cô Thu chia sẻ thêm. Ở đây là bạn hỏi một câu, đó là em muốn làm nhiếp ảnh gia thì khoa có đào tạo gì liên quan đến ngành này không ạ? Một cái đặc điểm đó là trong cái khoa về truyền thông á, bên cạnh về cái cử nhân về truyền thông, thì nếu bạn muốn làm nhiếp ảnh gia, bạn có thể tham dự vào những cái câu lạc bộ freelancer của trường. Còn là người ta cũng sẽ có hỗ trợ. Ngoài ra, Đại học Deakin rất nổi tiếng về cái ngành về art, về nhân văn. Nếu như những bạn nào quan tâm, thật sự quan tâm với nhiếp ảnh gia thì sẽ có luôn một cái ngành là Bachelor of Art về photography luôn, để cho đào tạo cho những cái bạn sinh viên, về những cái bạn nào mà muốn làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở Úc thì mình sẽ có những cái facility, là những cái phương tiện vật chất hỗ trợ cho bạn cụ thể. Còn nếu như bạn làm muốn học về quan hệ quốc tế, bạn muốn học về truyền thông, nhưng mà song song đó bạn muốn làm thêm một cái gì, học thêm một cái lớp ngắn hạn về nhiếp ảnh gia, thì bạn có thể liên lạc với lại cái team của freelancer để hỗ trợ cho bạn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Thu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực khác mà Hồng Lan nghĩ là những câu hỏi này thì thầy Trần Nam sẽ giúp cho các bạn giải đáp được tốt hơn. Đầu tiên đó là sắp tới thì Trung tâm Đào tạo Quốc tế có mở thêm những ngành liên kết mới nào hay không thưa thầy? Thì ngoài hai chương trình đang vận hành, đó là chương trình cử nhân truyền thông và cử nhân quan hệ quốc tế, thì trong thời gian sắp tới thì Trung tâm Đào tạo quốc tế sẽ mở hai cái ngành mới. Đó là thứ nhất ngành cử nhân ngôn ngữ Anh với Đại học Minnesota Hoa Kỳ, và dự kiến sẽ là một ngành, đó là ngành cử nhân ngôn ngữ Trung với Đại học Sư phạm Quảng Tây của Trung Quốc. Thì tương tự thì các em cũng sẽ học dạng 2+2, 2 năm tại xã hội nhân văn tại quận 1 và 2 năm sẽ đi qua trường Đại học Đối tác. Và dự kiến trường chương trình ngôn ngữ Anh thì chúng tôi sẽ tuyển sinh từ tháng 6 này, và chương trình về ngôn ngữ Trung Quốc thì sẽ tuyển sinh từ tháng 7. Và hai chương trình này thì làm thủ tục tuyển sinh riêng, và các bạn sẽ nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế, và chúng tôi sẽ thông tin ngay cho các bạn ngay sau khi mà có cái thông tin về chính thức tuyển sinh. Hiện nay thì theo chúng tôi được biết là ngành cử nhân ngôn ngữ Trung á, được rất nhiều bạn học sinh ở Việt Nam quan tâm. Bởi vì thật ra là cái mức sống và mức học phí tại Trung Quốc nó cũng tương đương như ở quận 1. Cho nên là được cấp bằng của Trung Quốc, một đại học công của Trung Quốc, và môi trường làm học ở Trung Quốc 2 năm và với mức chi phí như vậy thì đó là điều tuyệt vời. Thì đặc điểm là chúng tôi ngạc nhiên lắm, biết sao Trung Quốc học phí lại rẻ như thế. Có lẽ là chính phủ cũng tương tự như Việt Nam là cũng hỗ trợ rất là nhiều. Nên đây cũng là một lợi thế mà em có thể suy nghĩ thêm. Thưa thầy, nếu em đang là sinh viên năm thứ 2, thứ 3 ở các trường khác thì có thể chuyển qua học truyền thông hay là quan hệ quốc tế được hay không ạ? Thật ra là điều này là hoàn toàn có. Năm vừa rồi thì chúng tôi có một số sinh viên đang học ở các cái trường khác về kinh tế, về kỹ thuật, các bạn lại chuyển qua học về ngành truyền thông. Thật ra là nhiều bạn sau khi học hết năm nhất rồi thì khám phá rằng là mình lại không hoàn toàn phù hợp với cái ngành đấy, mình hợp với một ngành khác. Thì cái cơ chế tổ chức đại học của mình thì hoàn toàn cho phép là việc là chuyển tiếp sinh viên từ trường đại học A qua trường đại học B.
một cách bình thường, nhưng mà nó phải tuân thủ những quy chế. Thì thật ra là chúng tôi sẽ sử dụng cái điểm xét tuyển của cái học sinh mà năm trúng tuyển đó, để xét tuyển. Ví dụ năm 2018 điểm của chương trình Daikin của bên ngành truyền thông đó, ví dụ như là 21 chẳng hạn, thì năm đó nếu như bạn nó được 21 điểm ở cái tổ hợp môn đó thì bạn nó có thể chuyển qua để học, thì nó phải đảm bảo được cái chất lượng đầu vào, để đảm bảo rằng là khi mà học tài xã hội nhân văn và qua Daikin thì bạn nó phát triển tốt cái năng lực của mình. Thì các bạn quan tâm thì các bạn cứ liên hệ với trung tâm đào tạo quốc tế, thì chúng tôi hoàn toàn tạo điều kiện để các bạn có thể chuyển. Thậm chí bạn học năm tư các bạn cũng có thể chuyển qua học chương trình Daikin cũng được, miễn sao đáp ứng được cái điểm đầu vào. Bởi thật ra là hiện nay nhiều bạn muốn đi du học, khám phá rằng là mình hợp và mình muốn học du học chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Thì nó cũng là một cái phương thức theo tôi nghĩ là quy chế cho phép thì các bạn nên tận dụng điều này. Thì đó là phần trao đổi của trung tâm đào tạo. Xin được cảm ơn thầy Trần Nam về những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với một phần mà Hồng Loan nghĩ là tất cả quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh cũng đang rất là mong chờ. Đây trên tay Hồng Loan tiếp tục là chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Fit 2 rất là dễ thương như thế này. Và đây chúng ta còn 4 chiếc đồng hồ nữa, thì không biết là chủ nhân là ai, thì chỉ trong một ít phút tới nữa thôi chúng ta sẽ biết ai là người sẽ sở hữu được chiếc đồng hồ này. Và Hồng Loan xin nhắc lại thêm là đối với 3 bạn khán giả may mắn đầu tiên đã nhận được chiếc đồng hồ may mắn ngày hôm nay, thì các bạn hãy liên hệ ngay với fanpage CIE để từ đó thì chúng tôi có thể biết thêm thông tin về các bạn cũng như là địa chỉ để có thể ship quà tận tay cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với vòng quay may mắn trong chương trình rút thăm trúng thưởng ngày hôm nay để tìm ra 4 vị khán giả may mắn còn lại nhận được chiếc đồng hồ này. Xin mời vòng quay từ phía ban tổ chức. Đây là mọi người bắt đầu, chúng ta sẽ theo dõi xem vòng quay có tên của mình không nha. Nếu mà có tên của mình thì mình sẽ liên hệ ngay đến với CIE để nhắn tin địa chỉ cụ thể để các bạn có thể ship được chiếc đồng hồ này tận tay cho các bạn nha. Ồ, vòng quay quay hoài chưa thấy đâu. Chưa thấy tên ai hết. Rồi, bây giờ Lai đang chờ đợi cái tên của những bạn khán giả may mắn tiếp theo. Còn 4 bạn khán giả may mắn nữa sẽ nhận được chiếc đồng hồ này. Không biết là thầy cô. À, đầu tiên đã có bạn Hồ Ngọc Quỳnh Giang đến từ trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc. Xin chúc mừng bạn Quỳnh Giang. Quỳnh Giang chính là bạn may mắn đầu tiên. Tiếp theo đó là bạn Trần Thị Phương Yến đến từ trường Trung học Phổ thông Marie Curie. Xin được chúc mừng bạn Phương Yến. Và bạn Nguyễn Đoàn Nguyên Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân Đà Lạt đã nhận được phần quà ngày hôm nay. Còn một bạn nữa, chỗ tới Đà Lạt cũng nhận được luôn. Và bạn cuối cùng đó chính là bạn cuối cùng đã thấy chưa ta? Bây giờ mình đang còn một bạn nữa, còn một bạn duy nhất nữa. Tới Đà Lạt cũng nhận được rồi mà mình chưa nhận được cái nào. Này nè, bạn thứ tư đó chính là bạn Hà Ngọc Ý Trâm đến từ trường Trung học Phổ thông Trấn Biên. Hồng Loan xin được chúc mừng 4 vị khán giả may mắn còn lại, đó chính là bạn Hồ Ngọc Quỳnh Giang, trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc, bạn Trần Thị Phương Yến, trường Trung học Phổ thông Marie Curie, bạn Nguyễn Đoàn Nguyên Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân Đà Lạt và bạn Hà Ngọc Ý Trâm đến từ trường Trung học Phổ thông Trấn Biên đã nhận được phần quà, đó chính là một chiếc đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 2 như thế này. Các bạn đang sở hữu trong tay chiếc đồng hồ mơ ước của Hồng Loan đó nha. Cho nên là các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với fanpage CIE để từ đó thì chúng tôi có thể gửi phần quà này đến tận tay cho các bạn. Xin chúc được các bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì Hồng Loan cũng xin được cảm ơn quý thầy cô cũng như là quý vị khách mời đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Võ Minh Thu, Giám đốc Văn phòng Đại học Deakin, khu vực Đông Dương. Xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Hải Đăng, trưởng khoa quan hệ quốc tế. Xin được cảm ơn Tiến sĩ Triệu Thanh Lê, trưởng khoa báo chí và truyền thông. Và xin được cảm ơn Thạc sĩ Trần Nam, trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là qua chương trình vừa rồi thì quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đã có thêm cho mình thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa để từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân của mình. Và mọi thông tin thắc mắc xin mời quý vị vui lòng liên hệ qua fanpage Trung tâm Đào tạo Quốc tế Center for International Education hoặc là số điện thoại hotline 0283-829-3828, số nội bộ 170. Và bây giờ thì Hồng Loan cũng như quý thầy cô và quý vị khách mời xin chào và hẹn gặp lại.